Trương Chín nét len nổi khùng, không biết chúng tôi ngủ có lâu không? Chắc là lâu vì tôi thấy người rất dễ chịu. Tôi dậy trước nhất, hai chàng kia còn say sưa trong góc phòng. Đầu óc tôi tỉnh táo sáng suốt. Tôi lại bắt đầu nghiên cứu cái phòng giam chúng tôi. Chẳng có gì thay đổi cả. Phòng giam vẫn là phòng giam, tù vẫn là tù. Chỉ có mấy bộ đồ ăn là đã dọn đi. Chẳng có gì báo trước số phận chúng tôi sắp thay đổi. Tôi lo lắng tự hỏi chẳng lẽ chúng tôi phải sống trong cái cũi này vô thời hạn. Cái tương lai đáng buồn càng bi đát hơn vì tôi bắt đầu thấy thiếu không khí. Tôi thấy tức ngực, mặc dù những cơn ác mộng đêm qua không diễn lại nữa. Thở ngày càng khó, tôi sắp bị ngạt, tuy phòng khá rộng nhưng chắc chúng tôi đã hít mất phần lớn oxy trong không khí. Ta biết rằng mỗi người trong một giờ tiêu thụ một lượng oxy có trong 100 lít không khí. Vì vậy nếu không khí chứa đựng một lượng than khí như thế do con người thải ra thì không thể dùng được nữa. Tóm lại, cần thay đổi không khí trong phòng chúng tôi và tất nhiên trong cả chiếc tàu ngầm này. Nhưng tôi bỗng nảy ra một câu hỏi, trong trường hợp này, ông ta có thể chế được oxy bằng phương pháp hóa học không? Dự trữ các hóa chất bị hết thì ông ta phải mua và do đó, phải duy trì quan hệ với đất liền không? Cũng có thể ông ta dùng không khí nén đựng trong những bình đặc biệt mọi khả năng ấy đều có lý hay là ông ta giải quyết vấn đề đơn giản hơn tiết kiệm hơn và thực tế hơn bằng cách cho tàu nổi lên mặt biển để thở như cá voi nhưng dù ông ta theo phương pháp nào thì theo tôi cũng đã tới lúc áp dụng ngay không chậm trễ tôi cố thở gấp hơn và hít vào phổi chút oxy còn lại trong căn phòng ngột ngạt bỗng một luồng không khí trong lành đượm mùi biển ùa vào phòng một thứ không khí làm khỏe người không khí của biển khơi Tôi há to miệng và hít lấy hít để cái không khí thần kỳ ấy. Đúng lúc đó, tôi cảm thấy tàu bị xô nhẹ và chòng chành. Chiếc tàu con quái vật bằng thép ấy đang nổi lên mặt nước để thở theo kiểu cá voi. Thế là cách thông gió của nó đã được xác định, khi đã thở hít thoải mái, tôi bắt đầu tìm lỗ thông hơi và một lát sau thì thấy nó ở phía trên cánh cửa ra vào. Không khí mát vừa tràn vào phòng thì nét và công xây tỉnh giấc. Hệt như theo một khẩu lệnh hai người dụi mắt, vươn vai rồi nhỏm dậy. giáo sư ngủ có ngon giấc không ạ? À? công xây lễ phép hỏi. rất ngon, anh bạn ạ. À, còn ông thế nào? ông nét. tôi ngủ say như chết. giáo sư ạ, à? nếu tôi không lầm thì hình như có gió biển thì phải. anh thủy thủ nét quả không lầm. tôi kể cho anh ta nghe những chuyện đã xảy ra khi hai người ngủ. có thế chứ, nét nói. bây giờ đã rõ tiếng rít chúng ta nghe thấy khi còn ở trên tàu lincoln là tiếng gì rồi. rất đúng. Ông Nét ạ, à, chính là tiếng thở của nó. Thưa giáo sư, ngài làm ơn cho biết đã mấy giờ rồi. Tôi không hiểu đã đến giờ ăn trưa chưa? Giờ ăn trưa ấy ư, ông bạn kính mến. Chắc ông muốn nói là đã đến giờ ăn sáng. Chúng ta đã ngủ suốt ngày hôm qua tới tận sáng nay. Thế ra chúng ta đã ngủ ly bì suốt một ngày một đêm. Công xây kêu lên, tôi cũng cảm thấy như vậy. Tôi trả lời, tôi sẽ không tranh luận với ngài đâu. Giáo sư ạ, à, Nét lên nói đối với tôi thì ăn trưa hay ăn sáng cũng vậy thôi chỉ cần người phục vụ bưng đến cho ta cả hai bữa một lúc cả hai bữa một lúc công xây nhắc lại đúng nét nói chúng ta có quyền đòi hỏi cả hai bữa thế thì phải kiên nhẫn một chút ông nét ạ à, những người chủ nhà không quen biết này chắc không có ý định để chúng ta chết đói đâu nếu không họ chẳng cho chúng ta ăn bữa hôm qua làm gì nhỡ họ cho chúng ta ăn no để giết thịt thì sao nét hỏi đâu có thế tôi trả lời không phải chúng ta rơi vào tay bọn ăn thịt người đâu n thử một lần cũng chẳng sao nét nghiêm nghị nói có thể là họ đã lâu không được ăn thịt tươi ba người khỏe mạnh như giáo sư người giúp việc của ngài và tôi ông nét ơi xin ông hãy vứt những ý nghĩ nhảm nhí ấy ra khỏi đầu óc đi và chủ yếu là ông chớ nói chuyện kiểu ấy với chủ nhà của chúng ta nếu nói kiểu ấy thì tình hình của chúng ta chỉ xấu đi mà thôi thôi xin ngài Tôi đang đói gần chết đây. Thôi thì bữa sáng hay bữa trưa cũng được, nhưng người ta có cho ăn gì đâu. Ông nét ạ, à, đi trên tàu thì phải tuân theo nội quy. Tôi ngờ rằng dạ dày chúng ta đã báo hiệu sớm hơn tiếng chuông của đầu bếp đấy. Thế thì ta vặn lại kim đồng hồ thôi. Công xây điềm tĩnh nói, nét len sốt ruột la lên. Xin lỗi ông, ông bạn công xây ạ. À? Ông cứ bình chân như vậy. Ông sợ hỏng thần kinh à? Không được ăn ông vẫn cảm ơn được như thường ông thà chịu chết đói còn hơn là kêu ca phàn nàn kêu ca phàn nàn thì có lợi gì công xây hỏi lợi gì à kêu lên được nó cũng nhẹ người đi chứ nếu bọn phỉ này tôi gọi chúng là phỉ vì nể ngài giáo sư ngài cấm tôi gọi chúng là bọn ăn thịt người nếu bọn phỉ này tưởng rằng chúng giam giữ tôi trong cũi làm tôi chết ngạt mà tôi không dám chửi thì chúng lầm to thưa giáo sư xin ngài cứ thẳng thắn cho biết chúng còn hành hạ ta trong cái hòm sắt này đến bao giờ ông bạn ạ à, thú thật là tôi cũng chẳng biết gì hơn ông nhưng ngài phỏng đoán thế nào tôi nghĩ rằng sự ngẫu nhiên đã cho phép chúng ta hé mở một điều bí mật quan trọng nếu những người trên chiếc tàu ngầm này quan tâm đến việc giữ gìn bí mật đó và nếu đối với họ điều bí mật đó còn quý hơn sinh mạng của ba chúng ta thì tôi cho rằng chúng ta đang bị đe dọa nghiêm trọng nếu không thì con quái vật đã nuốt chừng chúng ta sẽ trả chúng ta về xã hội loài người rất nhanh chóng hay sẽ bắt chúng ta làm thủy thủ trên tàu công xây nói và sẽ giữ cho tới khi có một chiếc tàu chiến nào đó chạy nhanh hơn hay may mắn hơn tàu lincoln tóm được cái ổ cướp này và treo cổ cả bọn chúng cả chúng ta lên cột buồng nét nói tiếp ông nói rất có lý ông nét ạ à, tôi nhận xét nhưng theo tôi biết thì chưa ai đề nghị chúng ta điều gì cả vì vậy xây dựng kế hoạch cho tương lai là điều vô ích tôi xin nhắc lại là phải đợi thời cơ phải tùy hoàn cảnh cụ thể mà hành động và hiện nay không được làm gì vì cũng chưa có việc gì để làm thưa giáo sư ngược lại chúng ta phải hành động nét không chịu đầu hàng cụ thể phải làm gì ông nét chạy trốn chạy trốn khỏi nhà tù trên mặt đất đã là một việc gay gâu còn tính chuyện vượt khỏi cái ngục ngầm dưới biển này theo tôi là một điều viển vông thế nào ông nét công xây hỏi ông nghĩ thế nào về nhận xét của giáo sư Nét Lên rõ ràng là lúng túng nên im lặng, chạy trốn trong những điều kiện hiện tại là chuyện hoàn toàn không tưởng. Sau một phút suy nghĩ, nét trả lời: "Thưa giáo sư, ngài không đoán ra rằng nếu một người không vượt được ngục thì anh ta phải làm gì à? Tôi chịu không đoán được." Ông bạn ạ, à, rất đơn giản, anh ta sẽ giành quyền làm chủ ở đó. Tất nhiên, công xây nói, ở lại trong cái nhà tù này còn hơn là ra ngoài. Nhưng trước hết phải tống cổ tất cả bọn cai ngục này đi." Nét nói thêm. Tôi xin ông, ông định chiếm chiếc tàu này thật đấy à? Tôi hỏi, chiếm thật chứ?" Nét trả lời, "Không được đâu, vì sao không được? Thưa ngài, chẳng lẽ không có cơ hội nào thuận tiện ư? Nếu có thì sao ta không lợi dụng? Nếu thủy thủ trên tàu này không quá 20 tên thì lẽ nào chúng có thể bắt hai người Pháp và một người Canada phải lùi bước. Tốt hơn hết là lờ cái chuyện viển vông của anh chàng nét đi và không tranh luận với anh ta." Vì vậy, tôi nói khéo, "Ông nét ạ, à? nếu có dịp, chúng ta sẽ trở lại câu chuyện này. Nhưng xin ông hãy kiên nhẫn, bây giờ phải hành động thận trọng, tính nóng này của ông chỉ làm hỏng việc thôi. Ông hãy hứa với tôi là sẽ nghĩ đến hoàn cảnh chung của chúng ta mà không nổi nóng. Xin hứa với giáo sư, nét lên trả lời hơi miễn cưỡng. Chiều ý ngài, tôi sẽ ngậm tâm, sẽ không gây ra chuyện gì, dù chúng không cho tôi ăn. Ông đã hứa rồi nhé, tôi bảo nét, câu chuyện tới đây chấm dứt mỗi người chúng tôi lại chìm trong những ý nghĩ riêng tư của mình. Thú thật rằng, mặc dù nét có nhiều hy vọng lạc quan, nhưng tôi chẳng nuôi một ảo tưởng gì. Tôi không tin sẽ có một lối thoát may mắn, như nét hy vọng. Căn cứ vào cách điều khiển con tàu, có thể đoán rằng thủy thủ trên tàu này rất vững. Như vậy, nếu đấu với nhau, chúng tôi sẽ chạm trán với một đối thủ mạnh. Và lại, muốn hành động thì phải được tự do, mà chúng tôi lại đang bị nhốt chặt tôi chưa hình dung được là sẽ trốn khỏi cái cụi sắt đóng kín mít này như thế nào. Và nếu viên thuyền trưởng giữ bí mật con tàu điều đó rất có thể xảy ra thì ông ta sẽ không cho phép chúng tôi đi lại trên tàu. Ông ta sẽ đối xử với chúng tôi như thế nào? Sẽ giết hại hay sẽ cho chúng tôi lên một hòn đảo hoang nào đó? Chúng tôi đang nằm trong tay ông ta. Tất cả những giả thiết của tôi đều gần chân lý như nhau, và phải là người như Nét Len mới có thể hy vọng giành lại được tự do. Tuy vậy, biết tính nét len hay bị những ý đồ riêng ám ảnh tôi hiểu rằng càng để anh ta nghĩ ngợi thì anh ta càng liều lĩnh tôi cảm thấy những lời nguyền rủa đang nghẹn lại trong cổ nét và những cử chỉ của nét biểu lộ một sự giận dữ khó kìm hãm nổi nét lồng lộn như một con thú trong chuồng đá chân đấm tay vào tường thời gian trôi qua chúng tôi đói meo mà người phục vụ mãi chẳng thấy nếu chủ nhà của chúng tôi có ý định tốt chắc không phớt lờ những kẻ bị nạn lâu như vậy Nét len đói quá, dạ dày co thắt lại, nên càng ngày càng tức giận. Tôi sợ anh ta nổi nóng khi có người nào đó trên tàu xuất hiện, mặc dù nét đã hứa hẹn là không nổi nóng. Hai tiếng đồng hồ nữa đã qua, nét kêu la ầm ĩ nhưng vô hiệu, những bức tường sắt vẫn câm lặng, chẳng thấy một tiếng động nhỏ nào trên tàu, dường như mọi người đều đã chết. Chẳng thấy thân tàu rung nhẹ khi chân vịt quay, chiếc tàu đang đứng im một chỗ, khi đã lặn xuống đáy biển nó không thuộc về trái đất nữa. Sự im lặng, thật là ghê sợ. Chúng tôi đã bị bỏ rơi và nhốt chặt trong căn hầm này. Tôi hốt hoảng khi nghĩ đến cảnh tù đầy có thể kéo dài. Tia hy vọng lóe lên khi gặp thuyền trưởng cứ tắt dần. Cái nhìn hiền từ, nét mặt khoan dung, phong thái cao thượng của ông ta đã phai mờ trong trí nhớ của tôi. Đúng là ông ta đã đặt mình lên trên lòng nhân đạo, chẳng biết thế nào là thương người đã tự biến mình thành kẻ thù không đội trời chung với đồng loại, những người ông ta đã thể căm ghét suốt đời. Nhưng chẳng lẽ ông ta lại để chúng tôi chết trong bốn bức tường của cái phòng giam chật trội này, lại để chúng tôi đói khát, cực khổ vô chừng thế này? Ý nghĩ khủng khiếp xâm chiếm lòng tôi ấp tưởng tượng càng làm cho tâm trạng nặng nề hơn. Tôi tuyệt vọng, công xây vẫn bình thản, còn nét len thì tức giận điên cuồng. Bỗng phía ngoài có tiếng động, đó là những tiếng chân bước, then cửa kêu lạch cạch cửa mở, người phục vụ bước vào. Tôi chưa kịp giữ nét lại thì anh ta đã xô tới quật ngã và bóp cổ người này. Nạn nhân bị ngạt thở trong hai bàn tay hộ pháp của nét. Công xây định cứu người phục vụ ra khỏi tay nét. Tôi cũng đã sẵn sàng giúp công xây, thì bỗng sững người khi nghe thấy những lời nói bằng tiếng Pháp. Ông Len, ông hãy bình tĩnh, cả giáo sư nữa. Xin các ông hãy nghe tôi. Chương 10, người chủ của biển cả, đó là thuyền trưởng, nét Len trồm dậy ngay người phục vụ suýt bị chết ngạt theo hiệu của chỉ huy lảo đảo bước nhanh ra khỏi phòng uy quyền của thuyền trưởng lớn đến mức anh này không có một thái độ cử chỉ nào biểu lộ sự tức giận của mình đối với nét ngay cả công xây cũng phải ngây người ra và bất ngờ cả ba chúng tôi im lặng chờ đợi đoạn kết của cảnh này thuyền trưởng đứng tựa vào bàn tay khoanh trước ngực chăm chú nhìn chúng tôi ông ta phân vân trong việc tiếp xúc với chúng tôi chăng ông ta hối hận là đã nói mấy câu tiếng pháp chăng rất có thể như vậy. Sự im lặng kéo dài mấy giây và chẳng ai muốn lên tiếng trước cả. Cuối cùng, thuyền trưởng nói bằng một giọng điềm đạm, thuyết phục. Thưa các ngài, tôi thạo tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Latin. Tôi có thể nói chuyện ngay với các ngài nhưng tôi muốn trước hết quan sát các ngài rồi mới quyết định nên đối xử với các ngài như thế nào. Tất cả những điều các ngài đã kể cho tôi nghe, kể chung và kể riêng từng người, hoàn toàn khớp với nhau. Vì vậy, tôi tin rằng các ngài chính là những người như các ngài đã tự giới thiệu. Tôi biết rằng sự tình cờ đã khiến tôi gặp ngài Aronac, giáo sư môn lịch sử tự nhiên ở Viện Bảo tàng Paris, được phái ra nước ngoài làm công tác nghiên cứu khoa học. Tôi biết rằng những người cùng đi với giáo sư là ông Công Say, giúp việc giáo sư, và ông Netland, người Canada, thợ săn cá voi đi trên tàu Lincoln thuộc hạm đội Mỹ. Tôi nghiêng mình tỏ vẻ đồng ý, thuyền trưởng không hỏi tôi do đó cũng chẳng cần trả lời ông ta nói tiếng pháp rất thảo phát âm chuẩn mực dùng từ chính xác cách diễn đạt rất có duyên thuyền trưởng nói tiếp chắc ngài cho rằng cuộc gặp mặt lần thứ hai của chúng ta có thể diễn ra sớm hơn nhưng khi được biết ngài là ai thì tôi lại lúng túng khó xử mãi tôi không quyết định được là nên thế nào hoàn cảnh đáng buồn đưa giáo sư đến với một người đã cắt đứt quan hệ với loài người giáo sư đã phá vỡ sự yên tĩnh của tôi một cách miễn cưỡng thôi tôi nói một cách miễn cưỡng thuyền trường hơi cao giọng chẳng lẽ tàu lincoln đã miễn cưỡng săn đuổi tôi trên khắp mặt biển chẳng lẽ ngài đã miễn cưỡng phải xuống chiếc tàu đó chẳng lẽ những viên đạn của các ngài lại miễn cưỡng rơi vào thân tàu của tôi chẳng lẽ ông nét len lại miễn cưỡng lao tên nhọn vào tôi trong lời nói của ông ta tôi cảm thấy có một vẻ giận dữ đã được nén xuống nhưng để đáp lại tất cả những lời trách móc của ông ta tôi chỉ có một câu trả lời hoàn toàn tự nhiên. Thưa ngài, tất nhiên là ngài không được nghe những lời đồn đại đang lan truyền ở châu Mỹ và châu Oyo về chiếc tàu của ngài. Ngài không được biết là dư luận ở hai lục địa đã phản ứng thế nào trước những tai nạn rủi ro xảy ra khi các tàu lỡ đâm phải con tàu ngầm của ngài. Tôi không muốn ngài bị mệt vì phải nghe bảng thống kê những giả thiết mà người ta đã dùng để giải thích điều bí mật của ngài. Nhưng ngài nên biết rằng khi tìm kiếm ngài tận vùng biển xa xôi nhất của Thái Bình Dương. Tàu Lincoln vẫn đinh ninh rằng mình đang săn đuổi một con quái vật nào đó mà họ có nhiệm vụ phải tiêu diệt kỳ được. Một nụ cười thoáng trên môi thuyền trưởng, ngài Aronop ông ta nói, giọng bình tĩnh hơn, ngài có đủ can đảm để khẳng định rằng tàu Lincoln sẽ không rượt theo và bắn phá chiếc tàu ngầm một cách quyết liệt như khi rượt theo quái vật không? Câu hỏi của thuyền trưởng làm tôi lúng túng. Tôi biết thuyền trưởng tàu Lincoln sẽ chẳng phải suy nghĩ gì nhiều ông ta sẽ cho mình có nhiệm vụ diệt chiếc tàu ngầm cũng như diệt quái vật mà thôi thế là ngài phải đồng ý rằng tôi có quyền đối xử với ngài như kẻ thù tôi vẫn im lặng chẳng trả lời cũng vì lý do đã nói trên tôi đã phân vân nhiều thuyền trưởng nói tiếc chẳng có điều gì buộc tôi phải ân cần niềm nở với các ngài nếu tôi định thanh toán các ngài thì tôi đến gặp các ngài làm gì tôi có thể đưa các ngài lên bong rồi cho tàu lặn xuống biển sâu và quên hẳn các ngài đi chẳng lẽ tôi không có quyền cư xử như vậy sao? Một người man dở mới có quyền xử sự như vậy, chứ người văn minh thì không. Tôi trả lời, thưa giáo sư, thuyền trưởng phản đối, tôi hoàn toàn không thuộc loại người mà ngài gọi là văn minh. Tôi đã cắt đứt mọi quan hệ với xã hội vì những lý do xác đáng. Xác đáng đến mức nào, chỉ riêng tôi biết, tôi không phục tùng những luật lệ của cái xã hội đó, và xin ngài chớ bao giờ dựa vào nó. Ông ta đã nói hết cái nhìn của ông ta đầy căm giận và khinh bỉ. Tôi thoáng có ý nghĩ rằng quá khứ của con người này ẩn giấu một điều bí ẩn khủng khiếp. Chẳng phải vô cớ mà ông ta tự đặt mình ra ngoài những luật lệ xã hội, thoát khỏi vòng kiềm tòa, giành độc lập và tự do theo ý nghĩa đầy đủ nhất của hai từ đó. Ai có gan dượt theo ông ta dưới biển sâu, nếu ông ta đã chặn đứng được mọi mưu toan gây chiến trên mặt biển, tàu nào có thể chống chọi lại chiếc tàu ngâm này, vỏ thép nào có thể chịu đựng được mũi nhọn của nó tất cả những ý nghĩ đó thoáng qua trong óc tôi khi con người khó hiểu đó đang suy tư trầm lặng tôi nhìn ông ta một cách khiếp sợ và tò mò cuối cùng ông ta phá vỡ sự im lặng đó tôi đã phân vân nhiều nhưng sau khi suy nghĩ tôi thấy rằng những quyền lợi của tôi vẫn có thể kết hợp được với lòng nhân từ mà bất kỳ sinh vật nào cũng có quyền hương các ngài sẽ ở lại cái tàu này một khi số phận đã đẩy các ngài tới đây tôi sẽ cho các ngài tự do nhưng rất tương đối ngược lại các ngài phải làm đúng một điều kiện đối với tôi chỉ cần một lời hứa của các ngài là đủ thưa ngài tôi xin nghe tôi trả lời tôi nghĩ rằng người tử tế sẽ không khó khăn gì lắm khi chấp nhận điều kiện của ngài tất nhiên thế này nhé có thể là trong hoàn cảnh bất thường nào đó tôi buộc phải giữ các ngài trong phòng mấy tiếng đồng hồ hoặc mấy ngày vì không muốn dùng bạo lực tôi muốn các ngài cam đoan rằng sẽ tuyệt đối phục tùng tôi trong những trường hợp như vậy các ngài sẽ không phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì có thể xảy ra các ngài sẽ không được chứng kiến những sự kiện mà các ngài không tham dự thế nào các ngài có chấp nhận điều kiện của tôi không nghĩa là trên chiếc tàu ngầm này đang diễn ra những việc mà những người chưa đặt mình ra khỏi vòng pháp luật không nên biết trong tất cả những sự bất ngờ đang quyết định tương lai của tôi cái bất ngờ này chẳng phải là nhỏ chúng tôi xin nhận tôi trả lời nhưng xin ngài cho tôi được hỏi xin ngài cứ hỏi ngài nói rằng chúng tôi sẽ được hưởng tự do trên tàu của ngài phải không ạ à? tự do hoàn toàn tôi muốn biết ý kiến của ngài về cái tự do đó các ngài có thể đi lại tự do trong phạm vi tàu xem xét tàu quan sát sinh hoạt trên tàu trừ vài trường hợp hãn hữu tóm lại các ngài được tự do như tôi và các bạn tôi rõ ràng là chúng tôi chưa hiểu nhau xin lỗi ngài nhưng đó là cái tự do của tù nhân trong xà lim chúng tôi không thể bằng lòng với cái tự do đó được cũng phải bằng lòng thôi sao chúng tôi phải từ bỏ mọi hy vọng nhìn thấy tổ quốc bạn bè gia đình ư vâng và nhân thể chút bỏ cả cái ách nặng nề mà người ta vẫn gọi là tự do đi còn về phần tôi nét len la lên tôi không bao giờ hứa là sẽ từ bỏ ý định trốn khỏi nơi đây đâu tôi cũng chẳng bắt ông phải hứa hẹn gì ông nét ạ à? thuyền trưởng lạnh lùng trả lời thưa ngài tôi cũng kêu lên vì không tự chủ được Ngài đã lạm dụng quyền hành của mình. Thật là vô nhân đạo, ngược lại, rất nhân đạo. Các ngài bị bắt làm tù binh tại trận địa, chỉ cần tôi nói một lời là các ngài bị quẳng ngay xuống đáy biển. Thế mà tôi đã để các ngài sống, các ngài đã tấn công tôi, các ngài đã biết được điều bí mật mà không một người nào trên thế giới này được xâm phạm vào. Đó là bí mật về cá nhân tôi, các ngài tưởng rằng tôi sẽ cho phép các ngài trở về cái mặt đất mà tôi đã vĩnh viễn từ bỏ ư? không bao giờ tôi sẽ giữ các ngài trên tàu để bảo đảm an toàn cho tôi rõ ràng là thuyền trưởng đã có quyết định và mọi lý lẽ chống lại đều bất lực thế là ngài cho chúng tôi được lựa chọn giữa cây sống và cây chết phải không ạ đúng vậy các bạn tôi bảo công xây và nét tình hình thế này tranh luận cũng vô ích nhưng chúng ta sẽ không có hứa hẹn gì ràng buộc ta với chủ chiếc tàu này chẳng cần hứa gì cả thuyền trưởng nói rồi ông ta dịu giọng nói thêm cho phép tôi kết thúc cuộc nói chuyện của chúng ta thưa ngài aronak tôi biết ngài nếu như không có hai người cùng đi thì có lẽ ngài cũng chẳng than phiền gì về sự ngẫu nhiên đã gắn số phận chúng ta với nhau trong số những cuốn sách tôi ưa thích ngài sẽ thấy cả công trình nghiên cứu của ngài về đáy biển tôi thường đọc đi đọc lại cuốn sách đó ngài đã đẩy khoa hải dương học tiến lên một bước rất dài thưa giáo sư cho phép tôi được đoan chắc với ngài rằng ngài sẽ không hối tiếc gì về thời gian ngài sống trên tàu của tôi ngài sẽ được đi du lịch vào một xứ sở diệu kỳ sự thay đổi ấn tượng sẽ làm óc tưởng tượng của ngài rung động ngài sẽ thường xuyên thấy hứng thú ngài sẽ không bao giờ hết ngạc nhiên về những cái được nhìn thấy cuộc sống của thế giới ngầm dưới nước sẽ không ngừng trải ra trước mắt ngài tôi đang chuẩn bị một chuyến đi dưới biển vòng quanh thế giới biết đâu không phải là chuyến đi cuối cùng tôi muốn nhìn lại một lần nữa tất cả những gì tôi đã nhiều lần nghiên cứu dưới đáy biển ngài sẽ là người cùng tham dự công việc nghiên cứu khoa học này của tôi từ hôm nay ngài sẽ bước vào môi trường mới ngài sẽ thấy những điều mà người khác không bao giờ được thấy hành tinh của chúng ta sẽ mở ra trước mắt ngài những bí mật sâu kín nhất tôi không giấu rằng những lời nói trên của thuyền trường đã gây cho tôi một ấn tượng sâu sắc ông ta đã gãi đúng chỗ ngứa của tôi và trong giây phút tôi quên mất rằng dù có được ngắm nhìn những kỳ quan dưới đáy biển cũng chẳng bù lại được cái tự do đã mất nhưng tôi tự an ủi rằng giải quyết một vấn đề quan trọng thế này phải có thời gian vì vậy chị chỉ nói rất ngắn thưa ngài dù ngài đã đoạn tuyệt với loài người tôi vẫn hy vọng rằng ngài không xa lạ với những tình cảm con người chúng tôi gặp nạn ngài đã rộng lòng tiếp nhận chúng tôi lên tàu của ngài chúng tôi sẽ không bao giờ quên ơn đó về phần tôi Tôi xin thú thực rằng nếu khả năng phục vụ khoa học có thể làm tôi bất nghĩ tới tự do, thì cuộc gặp mặt với ngài có thể đền bù quá đầy đủ cho sự thiệt thòi đó. Tôi tưởng thuyền trưởng sẽ bắt tay tôi để giao ước, nhưng ông ta chẳng đưa tay ra. Còn vấn đề cuối cùng, tôi nói vì thấy con người khó hiểu đó sắp bỏ đi. Ngài cứ nói, xin ngài cho biết quý danh, thưa ngài, đối với ngài, tôi là thuyền trưởng Nemo còn đối với tôi thì các ngài chỉ là hành khách của tàu Nautilus thuyền trưởng Nemo gọi người hầu và ra lệnh cho anh ta vẫn bằng thứ tiếng khó hiểu ấy. Rồi ông ta bảo công xây và nét len bữa sáng đang chờ các ngài ở phòng riêng. Các ngài chịu khó đi theo anh này. Tôi sẵn sàng, nét trả lời. Thế là cuối cùng họ đã ra khỏi phòng giam, nơi họ đã bị nhốt hơn 30 tiếng đồng hồ. Ngài Aronak, bây giờ chúng ta cùng đi ăn sáng. Ngài có vui lòng theo tôi không? Thưa thuyền trưởng, tôi xin tuân lệnh ngài. Tôi đi theo Nemo, qua ngưỡng cửa tôi bước vào một hành lang hẹp có điện sáng. Đi được khoảng 10 mét chúng tôi vào một căn phòng lớn. Đó là phòng ăn được bài trí rất trang nhã. Mấy cái tủ thấp bằng gỗ sồi kê ở hai đầu trong có nhiều bát, đĩa, cốc, tách bằng sứ và pha lê quý giá. Những đồ dùng bằng bạc phản chiếu ánh sáng giỏi từ trên xuống. Những bức vẽ tinh vi trên trần làm ánh điện dịu đi. Giữa phòng kê một cái bàn trên bầy những bộ đồ ăn đắt tiền thuyền trưởng nemo nói mời ngài ngồi xuống ăn chắc ngài đã đói mềm bữa sáng gồm nhiều món ăn làm hoàn toàn bằng những sản vật của biển tuy vậy có mấy món khiến tôi thắc mắc dù được nấu rất ngon tôi vẫn cảm thấy có một mùi vị là lạ nhưng chỉ một lát sau tôi đã quên đi ngay tôi thấy tất cả những món ăn đó đều có nhiều lân nên khẳng định rằng nó đều là hải sản thuyền trưởng nemo đưa mắt nhìn tôi tôi chẳng hỏi gì nhưng tự ông ta trả lời những câu hỏi đang quay cuồng trong đầu tôi phần lớn những món này xa lạ đối với ngài nhưng ngài cứ ăn đi đừng sợ nó vừa lành vừa bổ từ lâu tôi không ăn thịt nhưng ngài thấy đó tôi vẫn khỏe mạnh như thường anh em thủy thủ của tôi ai cũng vạm vỡ sung sức và chúng tôi ăn uống như nhau vậy là những món ăn này đều từ hải sản chế biến ra thưa giáo sư vâng biển thỏa mãn mọi nhu cầu của tôi tôi cứ bổ lưới là kéo được rất nhiều tôm cá tôi lặn xuống biển sâu nơi con người hình như không tới được tôi săn bắt các loại cá trong những cánh rừng ngầm những đàn cá của tôi tựa như đàn cá của vua thủy tề nhởn nhơ kiếm ăn trên những đồng cỏ ngầm dưới đại dương đất đai của tôi bao la và bàn tay tạo hóa cũng không đến nỗi nghèo sáng tạo tôi ngạc nhiên nhìn nemo và nói thưa ngài tôi hiểu rõ rằng nhờ dùng lưới mà ngài đã có cá rất ngon tôi hiểu tuy chưa rõ lắm, là ngài còn săn bắt cả ở những cánh rừng ngầm dưới biển. Nhưng tôi hoàn toàn không hiểu vì sao trong thực đơn lại có cả món thịt, dù rất ít. Thưa ngài, tôi không ăn thịt những thú vật trên cạn. Thế thì cái gì đây? Tôi chỉ vào cái đĩa đựng mấy miếng thịt bò. Thưa giáo sư, cái mà ngài tưởng là thịt bò chỉ là thịt than của rùa biển. Còn đây là gan cá heo rán. Ngài rất dễ lầm món này là ragu lợn. Đầu bếp của tôi bảo quản thực phẩm rất tài ngài nên nếm mỗi thứ một ít đây là kem làm bằng váng sữa cá voi đây là đường làm bằng cây phô cốt khổng lồ ở địa trung hải và cuối cùng xin mời ngài ăn mứt làm bằng anemone mà mùi vị chẳng kém gì các thứ quả chín thơm nhất trên mặt đất tôi nếm mỗi thứ một chút không phải vì thăm ăn mà vì tò mò trong khi đó thuyền trưởng nemo làm tôi mê đi bằng những chuyện thần kỳ của ông ta thưa ngài Arorak, biển đã nuôi tôi biển hào hiệp vô cùng biển chẳng những cho tôi ăn còn cho tôi quần áo mặc vải may quần áo ngài đang mặc được dệt bằng túc ti của mấy loại nguyễn thể hai vò nước hoa để trên bàn rửa mặt ở phòng ngài được cất từ những thực vật biển đệm ngài nằm cũng làm bằng thứ cỏ mềm dưới biển ngòi bút ngài dùng chính là một sợi dâu cá voi còn mực thì do một động vật biển tiết ra tôi sống bằng những tặng phẩm của biển và tới lúc nào đó biển cũng sẽ lấy lại những quà tặng của mình ngài có yêu biển không Thưa thuyền trưởng, tôi rất yêu biển, biển là tất cả, nó chiếm 7 phần 10 bề mặt trái đất, hơi thở trong lành của nó cho ta thêm sức mạnh, trong cảnh mênh mông bát ngát của biển, con người không cô độc vì anh ta cảm thấy có nhịp đập của cuộc sống quanh mình. Trong biển cả có nhiều sinh vật kỳ diệu lạ thường, biển là sự vận động vĩnh cửu và tình yêu, là cuộc sống vô tận như một nhà thơ của các ngài đã viết. Và, thưa giáo sư Môi trường nước thật là điều kiện ưu việt đặc biệt cho sự sống phát triển. Dưới nước có cả ba vương quốc của tự nhiên, khoáng vật, thực vật, động vật. Dưới động vật có vô số giống, loài, biển tĩnh mịch vô cùng, biển không chịu khuất phục những tên bạo chúa. Trên mặt biển, bọn chúng còn có thể làm những điều ngang trái, gây ra chiến tranh, giết hại con người. Nhưng dưới độ sâu 10 mét thì chúng bất lực, uy quyền của chúng cũng hết. Thưa ngài, ngài hãy ở lại đây hãy sống giữa biển cả mênh mông này ở đây chỉ có ở đây mới có độc lập thực sự ở đây không có bạo chúa ở đây tôi được tự do thuyền trưởng nemo bỗng im bặt ông ta đã vi phạm sự dè dặt thường ngày của mình chăng ông ta ân hận là đã nói quá nhiều chăng nemo bồi hồi đi đi lại lại mấy phút trong phòng thần kinh ông ta dần dần ổn định vẻ mặt lại lạnh lùng như cũ cuối cùng nemo đến gần tôi và nói thưa giáo sư nếu ngài muốn đi xem tàu nao ti lúa tôi xin hướng dẫn ngài. Chương 11 Tàu, Nhật ti lúa, tôi đi theo thuyền trưởng Nemo, cánh cửa ở cuối phòng ăn mở ra, chúng tôi bước vào căn phòng bên cạnh cũng rộng như vậy. Đó là thư viện, trong những chiếc tù bằng gỗ mun, trên những giá rộng, sách xếp thành hàng, quyền nào cũng đóng bìa giống nhau. Tủ kê dọc tường, cao từ sàn tới trần, cách tủ một chút là những chiếc đi văng rộng, bọc ra màu nâu, kê sát nhau. Giữa thư viện có một cái bàn trên bầy nhiều tạp chí và một số báo cũ. Bổ sung cho tất cả sự hài hòa đó, bốn bán cầu bằng kính mở rọi ánh sáng điện từ trần xuống. Tôi quan sát căn phòng đẹp đẽ đó, trong lòng hết sức ngạc nhiên và thán phục. Thưa thuyền trưởng, tôi nói với Nemo lúc đó đang nằm dài trên đi văng. Thư viện của ngài có thể là niềm tự hào cho bất cứ tòa lâu đài nào trên lục địa. Tôi rất sừng sốt khi nghĩ rằng cây kho báu này lại theo ngài đi du lịch dưới đáy biển thưa giáo sư, ngài có thể tìm thấy ở đâu những điều kiện thuận lợi để làm việc như thế này? Ở đây im lặng, tĩnh mịch hoàn toàn. Ở phòng làm việc của ngài trong viện bảo tàng Paris đâu có được những điều kiện tốt như vậy? Tất nhiên là không, tôi phải thú nhận rằng, so với phòng làm việc của ngài thì phòng làm việc của tôi ở Paris còn rất nghèo nàn. Ngài có ít nhất 6, 7 ngàn cuốn sách, thưa ngài, 12 ngàn cuốn tất cả. Sách báo là vật duy nhất nối liền tôi với mặt đất đối với tôi thế giới này ngừng tồn tại từ ngày tàu nao ti lúa lặn xuống biển lần đầu hôm đó lần cuối cùng tôi mua sách và báo chí thưa giáo sư ngài có thể sử dụng thư viện của tôi một cách tự nhiên tôi cảm ơn thuyền trưởng nemo rồi đến xem những giá sách ở đây tập hợp các loại sách khoa học triết học văn học bằng các thứ tiếng nhưng tôi chẳng thấy một tác phẩm nào về kinh tế chính trị cả chắc là đã có lệnh nghiêm cấm không cho mang loại sách này lên tàu một chi tiết đáng chú ý, sách được xếp thứ tự A, B, C, bất kể là được viết bằng thứ tiếng nào. Có lẽ thuyền trưởng Nemo thảo tất cả các thứ tiếng, trong số sách báo, tôi thấy tác phẩm của những nhà văn, những nhà tư tưởng vĩ đại của thế giới cổ đại và hiện đại tất cả những gì ưu tú nhất đã được thiên tài của con người sáng tạo ra trong lĩnh vực lịch sử, thơ ca, văn xuôi và khoa học, từ Homer đến Victor Hugo, từ Rabelais đến George Saint. Nhưng dù sao, sách khoa học cũng chiếm ưu thế trong thư viện này. Sách về cơ học, đàn đạo học, thủy văn học, khí tượng học, địa lý học, động vật học V. V. Xen kẽ với những tác phẩm về lịch sử tự nhiên, theo tôi hiểu, là đối tượng nghiên cứu khoa học chủ yếu của thuyền trường. Ở đây có toàn bộ tác phẩm của các nhà khoa học nổi tiếng thế giới, những thông báo của Viện Hàn Lâm Khoa học, những tuyển tập của các hội địa lý, V. V hai cuốn sách của tôi cũng vinh dự được đứng trong số sách đó, và có lẽ nhờ chúng mà tôi được đối xử tử tế trên tàu nao ti lúa này. Cuốn, Những cơ sở của thiên văn học, của Joseph Becterang xuất bản năm 1865 cho phép tôi kết luận tàu nao ti lúa được đưa xuống nước không sớm hơn năm đó. Như vậy, Yên trưởng Nemo bắt đầu cuộc sống ngầm dưới nước mới ba năm trước đây. Tôi hy vọng sẽ xác định được thời điểm chính xác, nếu tìm thấy được sách báo đủ thì giờ để làm việc đó hơn nữa tôi không muốn hoãn việc tham quan tàu nao ti lúa lại tôi nói xin cảm ơn ngài đã cho phép tôi sử dụng thư viện của ngài ở đây có bao nhiêu sách khoa học quý giá tôi sẽ không bỏ lỡ dịp may này đây chẳng những là thư viện mà còn là phòng hút thuốc nữa nemo trả lời phòng hút thuốc ư tôi ngạc nhiên phòng hút thuốc trên tàu nao ti lúa ư đúng vậy nếu thế thì thưa ngài tôi phải giả định rằng ngài vẫn có quan hệ với la habana hoàn toàn không xin mời ngài hút thử một điếu thuốc xì gà nó thực không phải là xì gà la habana nhưng nếu ngài sành hút thì nó chắc sẽ hợp khẩu vị của ngài tôi lấy một điếu hình dáng rất giống xì gà la habana loại tốt nhất nhưng hình như được cuốn bằng những lá vàng óng tôi châm lửa hút bên chiếc đèn lớn đặt trên một cây đế bằng đồng hôn rất đẹp rồi hít một hơi dài với vẻ say sưa của một anh nghiện bị đói thuốc lá đã hai ngày xì gà ngon tuyệt nhưng đây có thật là xì gà không thưa ngài tôi hỏi xì gà thật nhưng không phải là của la habana hay thổ nhĩ kỳ biển cung cấp cho tôi loại tảo hiếm có nhiều chất nicotine này bây giờ ngài còn thèm xì gà la habana không thưa thuyền trưởng từ giờ phút này tôi coi rẻ chúng rồi xin ngài cứ hút thỏa thích và đừng hỏi về nguồn gốc của nó chẳng ai đánh thuế nó cả nhưng chẳng vì thế mà nó kém giá trị đi đâu ngược lại Lúc đó thuyền trưởng Nemo mở cánh cửa đối diện với cửa vào thư viện. Thế là tôi bước sang phòng khách ánh sáng chói lòa. Đó là một gian phòng lớn, dài 10 mét, rộng 6 mét, cao 5 mét. Mấy ngọn đèn giấu trên trần tỏa ánh sáng xuống những vật báu bẩy trong phòng bảo tàng. Đúng, đây là một phòng bảo tàng thực sự, nơi những tặng vật của thiên nhiên và những tác phẩm nghệ thuật được một bàn tay tài hoa hợp lại. Khoảng ba chục bức tranh của các họa sĩ vĩ đại trang hoàng xung quanh tường xen vào giữa là những lá chắn và áo giáp của các kỵ sĩ thời xưa đó là những bức họa hết sức quý giá mà tôi đã được chiêm ngưỡng trong những phòng tranh tư nhân ở châu oyo và những triển lãm nghệ thuật nhiều trường phái hội họa cổ điển được trưng bày ở đây lời tiên đoán của thuyền trưởng nemo bắt đầu thành sự thật tôi đã ngạc nhiên hết sức thưa giáo sư nemo nói tôi mong ngài thư lỗi cho về việc đón tiếp ngài quá đơn sơ và phòng khách không được gọn gàng lắm thưa thuyền trưởng tôi trả lời tuy chưa hiểu biết gì về ngài tôi vẫn mạnh dạn cho ngài là một họa sĩ nghiệp dư thôi xưa kia tôi rất thích siêu tầm những tác phẩm rất ưu tú do bàn tay con người làm ra tôi là người siêu tập say mê không biết mệt mỏi và đã tìm được mấy tác phẩm rất quý giá bộ tranh này là kỷ niệm cuối cùng về mặt đất tôi xem những họa sĩ đương thời của ngài cũng như các họa sĩ thời xưa thiên tài đâu có tuổi tác thế còn các nhà soạn nhạc Tôi chỉ vào các tác phẩm của Rossini, Mozart, Beethoven, bầy la liệt trên chiếc đại phong cầm, chiếm cả khoảng tường giữa hai cửa ra vào. Thuyền trưởng Nemo trả lời, đối với tôi, những nhạc sĩ này là những người đồng thời với Orpheus, vì khái niệm thời gian đã bị xóa nhòa trong óc tôi. Thuyền trưởng im lặng và suy nghĩ lắng xuống, tôi nhìn kỹ khuôn mặt ông ta, lòng vô cùng xúc động, Nemo tựa vào cái bàn gỗ quý và dường như đã quên bắn tôi đi không muốn cản trở dòng suy nghĩ của nemo tôi quay ra xem những vật bóng những tác phẩm nghệ thuật được bày cạnh những sản phẩm của thiên nhiên dòng biển vỏ ốc vỏ chai và những tặng vật khác của đại dương chắc do bàn tay nemo siêu tầm chiếm một vị trí nổi bật trong bộ siêu tập của ông ta giữa phòng khách có một bể phun nước được điện chiêu sáng từ dưới lên trong mấy tủ kính rất đẹp những vật mẫu hiếm nhất của đại dương được xếp loại và dán nhãn bên ngoài các bạn thử hình dung xem một người nghiên cứu tự nhiên như tôi lúc đó sung sướng đến mức nào ở những ngăn đặc biệt có từng chuỗi ngọc trai đẹp tuyệt trần óng ánh đủ màu sắc dưới ánh sáng điện ngọc trai màu hồng lấy từ đáy biển đỏ ngọc màu xanh màu vàng màu da trời màu đen một sản phẩm kỳ lạ của loài nguyễn thể ở tất cả các đại dương cuối cùng là những viên ngọc vô giá lấy từ loại chai lớn nhất và hiếm nhất có mấy viên ngọc lớn hơn quả trứng chim câu Mỗi viên đều đắt hơn viên ngọc mà nhà thám hiểm Tavetnie đã bán cho vua Ba Tư lấy 3 triệu đồng. Không thể xác định giá trị của bộ siêu tập này được. Thuyền trưởng Nemo phải tốn hàng triệu đồng để mua những vật báo này. Tôi tự hỏi, chẳng biết ông ta lấy tiền từ ở đâu để thỏa mãn những thích thú cầu kỳ của mình. Nhưng ngay lúc đó Nemo bảo tôi, ngài xem những vỏ chai, ốc của tôi đây hả? Đúng là chúng có thể làm các nhà tự nhiên học thích thú, nhưng đối với tôi chúng còn có một vẻ quyến rũ đặc biệt vì tự tay tôi đã siêu tầm chúng và chẳng còn vùng biển nào trên trái đất mà tôi chưa tìm đến thưa thuyền trưởng tôi hiểu rất hiểu là ngài thú vị biết bao khi ngắm nhìn những vật báu của mình và chúng lại do chính tay ngài siêu tầm được chẳng một viện bảo tàng nào ở châu oyo có nổi một bộ siêu tập động vật và thực vật biển phong phú như thế này nhưng nếu tôi quá say sưa những vật này thì còn đầu óc đâu để đi thăm tàu tôi hoàn toàn không muốn đi sâu vào những bí mật của ngài nhưng xin thú thực rằng cấu tạo của tàu nao ti lúa những máy móc làm cho tàu có tính cơ động lạ thường như vậy đã kích thích cao độ tính tò mò của tôi trên tường phòng khách tôi thấy những máy móc mà tôi không rõ dùng để làm gì tôi có thể tìm hiểu được không ạ thưa giáo sư tôi đã nói rằng ngài được tự do trên tàu của tôi như vậy không có chỗ nào trên tàu nao ti lúa này mà ngài không thể đặt chân tới ngài có thể xem xét tất cả các bộ phận của tàu và tôi xin sẵn lòng hướng dẫn ngài thưa thuyền trưởng tôi vô cùng cảm tạ ngài tôi sẽ không dám lạm dụng lòng tốt của ngài chỉ xin ngài cho tôi được tìm hiểu công dụng của các dụng cụ vật lý này thưa giáo sư trong phòng tôi cũng có những máy móc y hệt như ở đây tôi sẽ giải thích để ngài rõ công dụng nhưng trước hết xin ngài hãy cùng tôi xuống phòng đã chuẩn bị riêng cho ngài ngài cần biết mình sẽ sống trên tàu nao lúa thế nào tôi đi theo thuyền trưởng nemo sau khi đi qua một cánh cửa ở góc phòng khách chúng tôi bước vào một hành lang hẹp chạy dọc thành tàu tới mũi tàu nemo dẫn tôi vào những căn phòng rất đẹp có gường bàn rửa mặt và những tiện nghi khác tôi chỉ còn biết cảm ơn người chủ nhà đáng yêu đó thôi phòng của ngài liền với phòng tôi nemo vừa nói vừa mở một cánh cửa khác phòng tôi lại thông với phòng khác nơi ta vừa ra phòng thuyền trưởng có vẻ khắc khổ gần như nhà tu một chiếc gường sắt, một bàn làm việc, mấy cái ghế, một chậu rửa mặt. Trong phòng tranh tối sáng, chỉ có những đồ dùng cần thiết nhất. Thuyền trưởng chỉ vào một chiếc ghế và bảo tôi mời ngài ngồi. Tôi ngồi xuống ghế và Nemo bắt đầu giải thích. Chương 12, tất cả đều chạy bằng điện. Thưa ngài, thuyền trưởng Nemo chỉ vào các máy móc treo trên tường. Đây là toàn bộ thiết bị dùng để điều khiển tàu Nautilus. Tại đây, cũng như trong phòng khách chúng bao giờ cũng ở trước mặt tôi và bảo cho tôi biết chiếc tàu đang ở điểm nào của đại dương và chỉ cả hướng đi của tàu một số máy móc ngài đã quen thuộc đây là nhiệt kế để đo nhiệt độ không khí trong tàu đây là áp kế để đo áp suất không khí nhờ đó có thể dự đoán thời tiết ẩm kế để đo độ ẩm trong khí quyển đây là máy bao bão và địa bàn hoặc chỉ đường đi máy xác định vĩ độ bằng độ cao của mặt trời đồng hồ chính xác để xác định độ kinh và cuối cùng là những thứ ống kính viễn vọng ban ngày và ban đêm mà tôi dùng để quan sát chân trời mỗi khi tàu nao ti lúa nổi lên trên mặt biển t vâng tất cả những máy móc này đều là vật thông dụng của người đi biển mà tôi đã quen thuộc từ lâu nhưng có những thứ chắc liên quan tới những đặc điểm của việc điều khiển tàu ngầm như cái mặt đồng hồ lớn có kim chuyển động có phải là áp kế không đúng là áp kế nó dùng để đo áp lực nước nhờ đó ta xác định được độ sâu của con tàu còn đây là những máy thăm dò kiểu mới, phải không ạ? À? Vâng, đó là những máy đo nhiệt độ ở các lớp nước khác nhau. Thế còn những dụng cụ này, tôi không hiểu chúng dùng làm gì, thưa giáo sư, đến đây tôi cần giải thích đôi lời để ngài rõ. Chẳng biết ngài có muốn nghe không? Ngừng một lát, thuyền trưởng Nemo nói tiếp trong thiên nhiên có một sức mạnh hùng hậu, dễ điều khiển, dễ sử dụng. Nó có thể ứng dụng vào nhiều trường hợp rất khác nhau và mọi thứ trên tàu của tôi đều phục tùng nó tất cả đều xuất phát từ nó nó chiêu sáng sưởi ấm là máy móc hoạt động sức mạnh đó là điện năng điện năng tôi ngạc nhiên thưa ngài vâng thưa thuyền trưởng tuy vậy tốc độ đặc biệt của chiếc tàu này có liên quan gì với những khả năng của điện cho tới nay sức sống của điện năng vẫn rất hạn chế và khả năng của nó hết sức không đáng kể thưa giáo sư cách dùng điện lực trên tàu này rất khác với những cách thông thường tôi chỉ xin nói vắn tắt như vậy thưa ngài Tôi không dám nài gì thêm, nhưng lời giải thích vừa rồi của ngài tuy ngắn nhưng đã làm tôi thỏa mãn. Thú thực là tôi rất sừng sốt, chỉ xin hỏi ngài thêm một điều. Tôi hy vọng sẽ được ngài giải đáp nếu ngài không cho tôi là thiếu lịch sử. Những yếu tố dùng để tạo ra cái sức mạnh kỳ diệu ấy chắc rất chóng cạn, phải không ạ? À? Kém chẳng hạn, ngài sẽ thay thế bằng gì? Ngài có quan hệ gì với mặt đất đâu? Thuyền trưởng Nemo nói tôi sẽ giải đáp câu hỏi của ngài. Trước hết xin nói để ngài rõ rằng ở đáy biển có những lớp quặng kẽm, sắt, bạc, vàng, v, v. Khai thác không khó gì lắm. Nhưng tôi không muốn sử dụng những cuộc cải ở dưới đất mà muốn mượn của biển cả số năng lượng cần thiết để chạy con tàu này hơn. Mượn của biển cả, thưa ngài, thưa giáo sư, vâng, biển không thiếu gì loại năng lượng ấy. Tôi có thể đặt dây cáp ở các độ sâu khác nhau để lấy điện do sự tranh lệch nhiệt độ sinh ra. Nhưng tôi lại dùng một phương pháp thực tế hơn phương pháp nào ạ à? ngài đã biết thành phần nước biển cứ một 000 gam thì có chín mươi trăm nước nguyên chất hai sáu mươi sáu phần trăm ngoài ra còn có một ít clouromager và clourocanxi bromua mager sunfat mager sunfat và canxi cacbonat ngài đã biết là clouronit có nhiều trong nước biển chính tôi đã tách nó ra khỏi nước biển để cung cấp cho các bình biển dùng clouronit thưa vâng Nơ chi kết hợp với thủy ngân tạo nên chất hỗn hợp thay thế được kẽm. Thủy ngân trong bình điện không bị phân hủy, chỉ có Nerchi là bị tiêu đi, mà Nerchi thì đã có biển cung cấp. Hơn nữa, phải nói rằng bình điện Nerchi mạnh hơn bình điện kẽm ít nhất hai lần. Thưa thuyền trưởng, tôi hiểu rõ tất cả những điểm ưu việt của Nerchi trong điều kiện cụ thể của ngài. Nerchi do biển cung cấp, rất tốt, nhưng vẫn phải tách nó ra khỏi hợp chất Chlorua chứ. Ngài tách nó ra bằng cách nào? Tất nhiên, các ắc quy của ngài có thể dùng để phân hóa chất chi nhưng nếu tôi không lầm thì điện phân tiêu thụ rất nhiều chi Như vậy số nochi bị mất đi sẽ lớn hơn số chi tách ra được. Thưa giáo sư, do đó tôi không tách chi ra bằng điện phân mà dùng than đá. Dùng than đá? Vâng, gọi là than đá biển cũng được, nghĩa là ngài đã tìm ra phương thức khai thác than đá ngầm dưới biển. Thưa giáo sư, ngài sẽ được thấy điều đó tận mắt chỉ xin giáo sư kiên nhẫn một chút và lại còn rất nhiều thì giờ rỗi giáo sư chỉ cần nhớ một điều tôi chịu ơn biển cả về mọi mặt biển cả cho tôi điện mà điện thì cung cấp cho tàu nao ti lúa nhiệt năng cơ năng ánh sáng tóm lại là cả sự sống nhưng không cung cấp không khí để thờ ồ tôi có thể làm được cả không khí dưỡng khí tinh khiết nhất nhưng không cần thiết phải làm như vậy vì bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể cho tàu nổi lên mặt biển và lại, nếu điện năng chưa tạo ra dưỡng khí thì nó cũng có thể dùng để chạy những máy bơm rất mạnh nén không khí trong những bình chứa đặc biệt, giúp tôi khi cần có thể cho tàu lặn lâu dưới biển. Thưa thuyền trưởng, tôi khâm phục ngài, việc ngài tìm ra khả năng chạy máy của điện là một phát kiến khoa học. Tới một lúc nào đó, mọi người sẽ hiểu điều này. Tôi không rõ họ có hiểu không. Thuyền trưởng Nemo lạnh lùng trả lời nhưng dù sao tôi cũng đã ứng dụng sức mạnh quý giá ấy một cách rộng rãi nó dọi lên chúng ta một thứ ánh sáng đều và cố định mà mặt trời không có được. Bây giờ mời ngài xem cái đồng hồ này, nó chạy bằng điện và rất chính xác. Tôi đã chế tạo nó theo sơ đồ của Italia và chia mặt đồng hồ ra thành 24 giờ, vì đối với tôi không có ngày đêm, không có mặt trời, mặt trăng, mà chỉ có thứ ánh sáng nhân tạo này mà tôi mang xuống đáy biển. Ngài thấy không, bây giờ là 10 giờ sáng, rất đúng, và đây là một ứng dụng khác của điện. Cái mặt đồng hồ đối với ngài dùng để chỉ tốc độ của tàu Nautilus. Nó nối với chân vịt bằng dây điện và luôn luôn cho tôi biết tàu đang chạy với tốc độ nào. Ngài nhìn xem, chúng ta đang đi quá 15 hải lý một giờ. Thật kỳ diệu, tôi thốt lên, quả là ngài đã giải quyết đúng đắn nhiệm vụ ứng dụng một năng lượng mới mà trong tương lai sẽ thay thế sức gió, sức nước và những động cơ hơi nước. Chúng ta chưa xem hết đâu, ngài Aronac ạ." Thuyền trưởng Nemo đứng dậy, "Nếu ngài muốn chúng ta sẽ xuống phía lái. Thế là tôi đã thực sự làm quen với cấu trúc bên trong của chiếc tàu ngầm. Từ giữa tàu lên mũi tàu có phòng ăn dài 5 mét cách thư viện một bức tường không thấm nước, thư viện dài độ 5 mét, phòng khách dài 10 mét, cách phòng thuyền trưởng dài 5 mét, cũng bằng một bức tường không thấm nước. Bên cạnh là phòng của tôi dài 2 mét rưỡi, cuối cùng là khoang chứa không khí dài 7 mét rưỡi, tổng cộng 35 mét những bức tường không thấm nước và những cánh cửa đóng kín là những bảo vệ vững chắc nếu bộ phận nào đó trong tàu bị do thùng tôi theo thuyền trưởng nemo đi dọc những hành lang hẹp và cuối cùng lại đến giữa tàu ở đó có một phòng hẹp nằm giữa hai bức tường không thấm nước một chiếc thang bắt vít chặt vào chân tường gách lên tới trần tôi hỏi nemo chiếc thang đó dẫn tới đâu tới xuồng nemo trả lời sao ngài có xuồng nữa hả à? tôi hơi ngạc nhiên tất nhiên một chiếc xuồng tuyệt vời, vừa nhẹ, vừa chắc, dùng để dạo chơi và đánh cá. Nghĩa là ngài phải cho tàu nổi lên mặt biển để thả xuồng xuống nước. Hoàn toàn không phải thế. Xuồng được đặt ở một chỗ đặc biệt trên bong tàu, phía lái. Nó có một cái nắp không thấm nước và được vít bù long rất chặt. Chiếc thang này dẫn đến một cái nắp hẹp trên bong tàu. Cái nắp này lại thông với một cái nắp khác cũng như vậy dưới đáy xuồng. Tôi chui qua hai cái nắp đó để vào xuồng cây nắp trên bong đóng lại ngay, sau đó tôi đóng chặt cây nắp trong xuồng, rồi tháo bù long. Xuồng lập tức nổi lên mặt nước, tôi mở nắp xuồng, dựng cột buồng, rồi trèo. Thế là tôi đã ở giữa biển khơi, thế ngài trở về tàu bằng cách nào? Thưa giáo sư, tôi không trở về tàu theo lối cũ, mà chính tàu nao ti lúa phải nổi lên mặt biển. Theo lệnh ngài, vâng, theo lệnh tôi, xuồng được nối với tàu bằng dây điện, tôi gọi điện xuống tàu, thế là xong tôi ngắm nhìn tất cả những điều kỳ diệu đó rồi nói, quả thực không có gì có thể đơn giản hơn. Chúng tôi đi ngang qua một cánh cửa mở vào một căn phòng nhỏ, dài không quá 2 mét, nơi công xây và nét đang chén một bữa ngon tuyệt. Sau đó, cánh cửa bên cạnh mở, chúng tôi ngó vào, đó là bếp dài 3 mét, hai bên là kho chứa thực phẩm rộng. Điện quả là tiện hơn bất kỳ một thứ hơi đốt nào. Mọi thứ đều được chế biến bằng điện những dây điện chạy vào một cái máy làm bằng những tấm bạch kim nhỏ, nung đỏ bạch kim lên và duy trì một nhiệt độ cần thiết để nấu ăn. Điện còn dùng để chạy máy lọc cung cấp nước ngọt tinh khiết cho tàu. Gần bếp là phòng tắm đầy đủ tiện nghi, có vòi nước nóng và nước lạnh. Tiếp theo là phòng ở của thủy thủ dài 5 mét, nhưng cửa phòng đóng kín nên tôi không xác định được số lượng người làm trên tàu. Bức tường không thấm nước thứ tư ngăn phòng ở của thủy thủ với buồng máy chúng tôi mở cửa bước vào buồng, nơi thuyền trưởng Nemo một kỹ sư hạng nhất đặt các máy móc chạy tàu Nautilus. Buồng máy dài khoảng 20 mét, điện sáng trưng, nó gồm hai phần, phần đầu có những ắc quy sản ra điện năng, phần sau gồm toàn máy móc. Tôi ngửi thấy ngay một mùi khó chịu trong buồng máy. Thuyền trưởng Nemo nhận ra điều đó và nói, ngài đã ngửi phải mùi của chất khí lấy ra từ nơi chi. Nhưng cũng đành chịu, biết làm thế nào. Tuy vậy, sáng nào tôi cũng thông gió rất kỹ trong cả tàu. Tất nhiên tôi rất thú vị khi xem buồng máy của tàu Nautilus. Thuyền trưởng Nemo nói, ngài thấy đấy, điện do ác quy sản ra được đưa đến buồng máy, làm chạy động cơ điện. Những động cơ này thông qua một hệ thống máy phức tạp làm quay chân vịt. Mặc dù chân vịt có đường kính tới 6 mét, nó vẫn quay được với tốc độ 120 vòng một giây, và đẩy tàu chạy nhanh, 50 hải lý một giờ ở đây có ẩn giấu một điều bí mật mà tôi không dám nải Nemo giải thích. Điện sao có được cường độ cao như vậy? Cái năng lượng cực mạnh ấy bắt đầu từ đâu? Tôi hỏi, thưa thuyền trưởng, những thành tựu của ngài thật đã rõ ràng. Tôi không dám đòi hỏi giải thích gì thêm. Tôi vẫn chưa quên chuyện tàu nao ti lúa đã chạy xung quanh tàu Lincoln tài tình và nhanh thế nào. Nhưng tốc độ cao chỉ là một mặt, còn cần phải thấy hướng đi của tàu, còn cần biết cách lái tàu sang phải, sang trái nổi lên, lặn xuống nữa. Ngài làm thế nào để có thể lặn xuống biển sâu, nơi áp suất lên tới 100 phe Làm thế nào để nổi lên mặt biển được? Sau hết, làm thế nào để tàu chạy được ở mức nước do mình lựa chọn? Nhưng hỏi ngài như vậy có lẽ hơi sỗ sàng, phải không ạ? Thưa giáo sư, không sao cả." Nemo trả lời sau giây lát ngập ngừng, vì ngài sẽ vĩnh viễn gắn bó với con tàu này. "Bây giờ mời ngài vào phòng khách." ở đó có một chỗ làm việc thật sự. Ngài sẽ được biết tất cả những điều cần biết về tàu Nao Ti Lúa. Chương 13, vài con số, một lát sau, chúng tôi đã ngồi trên đi văng phòng khách, miệng ngậm xì gà. Thuyền trường trải ra trước mặt tôi những bản sơ đồ tàu Nao Ti Lúa cắt ngang và cắt dọc. Ông ta nói, thưa ngài, đây là những bản vẽ con tàu của chúng ta. Tàu có dáng một hình trụ dài, hai đầu hình nón. Nó giống một điếu xì gà, và ở Luân Đôn người ta cho rằng hình đó là thích hợp nhất đối với loại tàu này. Tàu dài 70 mét, chỗ rộng nhất là 8 mét. Nó không được đóng theo tỷ lệ chiều rộng bằng một phần mười chiều dài như cái tàu chạy hơi nước của các ngài. Tuy vậy, với kích thước đó, tàu vẫn rẽ nước một cách dễ dàng và không bị ảnh hưởng gì đến tốc độ. Kích thước đó cho phép tính ra diện tích và thể tích tàu nao ti lúa. Diện tích nó là 1 một mét vuông, thể tích là 1.500 mét khối. Tóm lại khi tàu lặn hẳn xuống nước, nó đẩy đi 1.500 mét khối nước hay 1.500 tấn nước. Khi thiết kế chiếc tàu ngầm này, tôi tính toán rằng lúc cho tàu xuống nước, 9 phần 10 thể tích nó sẽ chìm, còn 1 phần 10 sẽ nổi. Trong những điều kiện đó, con tàu sẽ chỉ đẩy đi một lượng nước bằng 9 phần 10 thể tích của nó, nghĩa là 1.356 mét khối hay 1.356 tấn nước. Như vậy, Cấu tạo con tàu không cho phép một trọng lượng vượt quá con số đó. Tàu Nautilus có hai vỏ, một vỏ ngoài, một vỏ trong, được nối với nhau bằng những xà bằng sắt, khiến tàu có sức bền đặc biệt. Nhờ cấu tạo như vậy, tàu trở thành một khối vững chắc, có thể chống lại mọi áp lực bên ngoài. Tàu vững chắc không phải do những đinh tán ở vỏ ngoài mà nhờ được hàn liền và tính đồng nhất của vật liệu. Do đó, tàu có thể chống chọi được với những vùng biển hung dữ nhất. Hai vỏ tàu được làm bằng thép tấm có tỷ trọng 7,8. Vỏ ngoài dày ít nhất 5cm, nặng 394,96 tấn. Vỏ trong lòng tàu, sống, cao 50cm, rộng 25cm, nặng 62 tấn. Máy móc, đồ đạc, thiết bị các loại tổng cộng nặng 961,62 tấn. Như vậy, trọng lượng cả tàu là 1356,58 tấn. Ngài rõ chưa ạ? À? Rất rõ. Tôi trả lời, thuyền trưởng nói tiếp khi chạy trên mặt đại dương, tàu nổi lên một phần mười. Nếu muốn tàu chìm hẳn xuống thì cần có những bể chứa được một lượng nước bằng một phần mười thể tích của nó, hay là 150,72 tấn nước. Lúc này trọng lượng tàu sẽ là khoảng 1.507 tấn, và nó sẽ chìm hẳn xuống. Thưa giáo sư, trên thực tế đúng là như vậy, trong tàu nao ti lúa có những bể chứa, chỉ cần mở vòi là nước sẽ vào tàu sẽ chìm xuống ngang mặt biển. Thưa thuyền trưởng, ở đây nảy ra một khó khăn chính. Cứ cho rằng tàu của ngài có thể chìm xuống ngang mặt biển. Nhưng xuống tới các lớp nước sâu, lẽ nào nó không phải chịu một áp lực rất cao của các lớp nước phía trên? Lẽ nào lớp áp lực đó lại không đẩy tàu từ dưới lên bằng một lực khoảng một atmosphere ở độ sâu 10 mét, nghĩa là khoảng 1 kg trên 1 cm vuông? Hoàn toàn đúng như vậy, thế là muốn tàu nao ti lúa lặn xuống biển sâu ngài phải cho nước vào đầy các bể chứa. Thưa giáo sư, chẳng cần tốn nhiều công sức lắm mới cho tàu lặn được sâu, vì vỏ tàu có khuynh hướng, chìm, trong nước. Tôi có những bể chứa dự trữ chứa được 100 tấn nước. Nhờ đó, tôi có thể cho tàu lặn xuống rất sâu. Nếu muốn tàu nổi lên ngang mặt biển, tôi chỉ cần bơm nước ra khỏi bể chứa phụ. Nếu muốn tàu nổi lên khỏi mặt nước một phần 10 thể tích, tôi phải bơm hết nước ra khỏi tất cả các bể chứa. Thưa thuyền trưởng, tôi phải thừa nhận là ngài đã tính toán rất đúng, tranh cãi với ngài thật vô ích, hơn nữa những tính toán đó hàng ngày được chứng minh là chính xác. Nhưng lại nảy sinh ra một nghi ngờ, nghi ngờ gì, thưa ngài, ở độ sâu 1.000 mét, vỏ tàu nao ti lúa phải chịu một áp suất là 100 atmosphere, phải không ạ? À? Nhưng nếu ngài muốn bơm hết nước ra khỏi các bể chứa để tàu nổi lên mặt nước thì các máy bơm của ngài phải thắng được áp suất 100 atmosphere, phải không ạ? À? mà áp suất đó là 100 kg trên 1 cm vuông. Thế thì máy bơm phải mạnh lắm, và chỉ có thể chạy bằng điện, Nemo vội nói nốt. Thưa ngài, tôi xin nhắc lại rằng những khả năng của tàu Nautilus hầu như không bị hạn chế. Những máy bơm trên tàu rất mạnh. Ngài đã thấy điều đó khi cả một cột nước lớn do những máy bơm đó dội lên bong tàu Lincoln. Và lại, tôi chỉ dùng những bể chứa dự trữ trong trường hợp hãn hữu nghĩa là khi cần cho tàu lặn xuống sâu từ 1.500m đến 2.000m. Chỉ khi cần lắm tôi mới bắt ắc quy làm việc nhiều, và nếu tôi hướng lên muốn cho tàu lặn xuống đáy biển, dưới độ sâu 23 hải lý, tôi sẽ dùng một phương pháp phức tạp hơn nhưng không kém bảo đảm hơn. Phương pháp gì vậy, thưa thuyền trưởng? Tôi hỏi, trước hết, tôi cần kể ngài nghe về cách lái con tàu. Thưa thuyền trưởng, tôi rất nóng lòng muốn nghe, muốn lái con tàu sang trái, sang phải hay chạy vòng tóm lại muốn lái tàu trên mặt phẳng nằm ngang tôi sử dụng tay lái bình thường nhưng tôi có thể lái tàu theo chiều thẳng đứng từ trên xuống và từ dưới lên bằng hai mặt phẳng nằm nghiêng gắn ở thành tàu chỗ mực nước hai mặt phẳng đó không cố định từ trong tàu có thể thay đổi vị trí của chúng bằng những đòn bẩy rất mạnh nếu chúng nằm song song với lòng tàu thì tàu chạy trên mặt phẳng nằm ngang nếu nó nghiêm đi thì tùy theo độ nghiêng mà tôi biết tàu đang lặn xuống theo một đường chéo có thể kéo dài tùy ý hay đang nổi lên cũng theo đường chéo đó ngoài ra còn có thể cho tàu nổi lên nhanh hơn bằng cách cho chân vịt ngừng hoạt động dưới áp lực nước tàu nao lúa sẽ nổi phình lên mặt biển theo chiều thẳng đứng như một quả khí cầu được bơm căng khinh khí thuyền trưởng cừ lắm tôi reo lên nhưng làm thế nào lái được tàu một cách mò mẫm như vậy buồng lái của tàu nhô lên khỏi thân tàu và được lắp một loại kính dày. Kính chịu sao được áp suất lớn như vậy, chịu được rất tốt, pha lê rơi xuống đất dễ vỡ, nhưng lại chịu được áp lực nước rất lớn. Năm 1864, ở biển Bắc đã tiến hành đánh cá thử bằng ánh sáng điện. Kết quả ra sao, những đĩa nhỏ bằng pha lê dày 7mm đã chịu được áp suất 16 atmosphere. Ngoài ra còn có thêm một dòng điện mạnh nữa. Còn những tâm kính tôi đang dùng thì dày ít nhất 21cm, nghĩa là dày hơn những đĩa pha lê nói trên 30 lần. Thưa thuyền trưởng, tôi đã rõ, nhưng muốn định hướng trên đường đi thì phải có ánh sáng, mà dưới biển thì tối đen. Phía sau buồng lái có một đèn pha cực mạnh chiếu xa tới nửa hải lý. Thưa thuyền trưởng, thật là giỏi, giỏi lắm. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao biển lại sáng rực một vùng, làm các nhà bác học phải lúng túng. Nhân tiện xin ngài cho biết thêm vụ tàu Nautilus Lúa và Scotland đâm vào nhau gây ra bao dư luận ồn ào, phải chăng chỉ là chuyện ngẫu nhiên? Thưa giáo sư, hoàn toàn ngẫu nhiên, tàu tôi đang chạy dưới mặt biển 2 mét thì xảy ra tai nạn. Nhưng tôi cũng thấy ngay là hậu quả không nghiêm trọng lắm. Thưa ngài, không sao, nhưng còn việc ngài chạm chán với tàu Lincoln, thưa giáo sư, rất tiếc là một trong những chiến hạm tốt nhất của hạm đội Mỹ đã bị nạn. Nhưng người ta đã tấn công tôi, buộc tôi phải tự về tuy vậy tôi cũng chỉ làm nó mất khả năng tấn công thôi nó chỉ cần sửa chữa qua loa ở một cảng gần nhất thưa thuyền trưởng tàu nao ti lúa của ngài quả là một con tàu tuyệt diệu thưa giáo sư vâng nemo xúc động tôi yêu nó như máu thịt mình nếu tàu bè của các ngài phải chịu đựng mọi bất ngờ khi đi biển và gặp hiểm nguy ở khắp nơi nếu ấn tượng đầu tiên mà biển gây ra cho các ngài là sự khiếp sợ vực thẳm thì ở trên tàu nao ti lúa này con người có thể yên tâm. Ở đây chẳng sợ thân tàu bị bẹp vì hai vỏ tàu còn rắn hơn sắt. Ở đây chẳng có buồm mà sợ gió làm rách, chẳng có nổi hơi mà sợ bị nổ, chẳng sợ cháy vì không có vật gì bằng gỗ, chẳng có than mà sợ hết, vì tàu hoàn toàn chạy bằng điện, chẳng sợ đâm vào tàu khác vì chỉ có mình nó dưới biển sâu. Ở đây chẳng sợ bão táp vì chỉ dưới mặt nước vài mét, biển rất lặng. Thưa giáo sư, chiếc tàu ngầm này hoàn hảo như vậy đó và nếu đúng là người phát minh tin ở con tàu của mình hơn người chế tạo và người chế tạo lại tin hơn thuyền trưởng thì ngài hiểu là tôi tin tưởng ở tàu nao ti lúa đến mức nào vì tôi vừa là người phát minh vừa trực tiếp chế tạo vừa là thuyền trưởng con tàu đó nemo nói rất hào hứng cái nhìn bốc lửa những động tác mạnh mẽ làm ông ta khác hẳn lúc thường đúng ông ta yêu quý con tàu của mình như cha yêu con một câu hỏi có thể là sỗ sàng Bật khỏi miệng tôi, thưa ngài Nemo, ngài là kỹ sư ạ? À? Thưa giáo sư, vâng, tôi đã theo học ở London, Paris và New York khi còn là người của mặt đất. Nhưng sao ngài có thể giữ được bí mật việc đóng chiếc tàu ngầm kỳ diệu này? Thưa ngài, mỗi bộ phận của tàu tôi đặt làm ở một nước. Công dụng của mỗi thứ hàng đặt làm tôi đều bịa ra. Thân tàu được đóng ở Crezo, Pháp, trục quay làm ở London, vỏ tàu ở Liverpool, anh, chân vịt ở Glasgow. Anh, bể chứa ở Paris, mũi nhọn của tàu đặt làm ở Thụy Điển, máy móc chế tạo ở Phổ, các máy đo làm ở New York, vân vân. Họ nhận được những bản vẽ của tôi dưới những tên khác nhau. Nhưng sau khi nhận được những bộ phận riêng lẻ, ngài phải lắp ráp lại chứ ạ? À? Sườn đóng tàu của tôi ở trên một hòn đảo vắng giữa đại dương. Ở đó anh em công nhân do tôi đào tạo, những đồng chí dũng cảm của tôi đã lắp ráp tàu nao ti lúa dưới sự điều khiển của tôi. Khi tàu đóng xong, chúng tôi đã đốt cháy mọi vết tích của mình trên đảo, và nếu có thể, tôi còn cho nổ tung cả đảo lên nữa. Có lẽ chiếc tàu đã làm ngài tốn khá nhiều tiền, thưa giáo sư, mỗi tấn tốn 1.125 franc. Tàu Nao Ti Lúa nặng 1.500 tấn, như vậy, đóng nó tốn chừng 2 triệu franc, nếu chỉ tính tiền thiết bị. Cộng thêm ít nhất 4-5 triệu franc nữa là giá trị các bộ siêu tập và các tác phẩm mỹ thuật được bảo tồn trên tàu xin thuyền trưởng cho tôi hỏi một câu cuối cùng, xin ngài cứ hỏi, thuyền trưởng giàu lắm, phải không ạ? À? Tôi giàu có vô tận, tôi có thể trả hộ nước Pháp món nợ 10 tỷ franc một cách dễ dàng. Tôi đăm đăm nhìn Nemo, chẳng biết ông ta có lạm dụng lòng tin của tôi không? Thời gian sẽ trả lời. Chương 14, dòng, sương đen, nước chiếm một diện tích hơn 38 triệu hecta trên mặt đất. Thể tích khối nước đó là 2 tỷ 250 triệu hải lý khối. Nếu hình dung khối nước đó là hình cầu thì đường kính của nó là 60 dặm, nặng 3 tỷ tấn. Nói một cách hình tượng thì đó là lượng nước của tất cả các dòng sông đều chảy liền trong 4 vạn năm. Tương quan giữa đất và nước trên địa cầu đã nhiều lần thay đổi và cuối cùng địa hình có cái diện mạo như chúng ta thấy trên các bản đồ địa lý hiện nay. Đất liền đã lấn được của nước 37 triệu 657 hải lý vuông, hay là 12 tỷ 916 triệu hectare hình dáng các lục địa cho phép chúng ta chia biển ra làm năm khu vực chính, Bắc Băng Dương, Nam Băng Dương, Ấn Độ Dương, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương. Thái Bình Dương chạy suốt từ Bắc xuống Nam, chiếm cả khoảng không gian giữa hai cực, và chạy từ Tây sang Đông, nằm giữa châu Á và châu Mỹ, chiếm 145 độ kinh. Đó là đại dương yên lặng nhất, luồng nước rộng và không chảy xiết, nước chiều lên xuống vừa phải, mưa nhiều. Đó là đại dương mà tôi bắt đầu cuộc hành trình trong những điều kiện đặc biệt nhất. Thuyền trưởng Nemo nói: "Thưa giáo sư, nếu ngài muốn ta sẽ xác định đúng nơi chúng ta đang ở, xác định đúng điểm xuất phát của cuộc hành trình của chúng ta. Bây giờ là 11 giờ 45 phút, tôi sẽ ra lệnh cho tàu nổi lên mặt biển." Thuyền trưởng bấm chuông điện 3 lần, lập tức các máy bơm bắt đầu bơm nước ra khỏi các bể chứa. Kim trên áp kế nhích dần lên trên, cho biết áp suất ngày càng giảm. Cuối cùng Kim đứng yên, chúng ta đã lên tới mặt biển, Nemo nói. Tôi đi về phía chiếc thang ở trung tâm, sau khi trèo lên thang, tôi chui qua một cái nắp rồi lên bong tàu. Tàu nổi lên khỏi mặt nước không quá 80cm, thân tàu tròn và dài giống hệt một điếu xì gà. Tôi chú ý tới vỏ tàu bằng thép tấm ghép lại, trông tựa vẩy của loài bò sát. Và tôi hiểu vì sao người ta tuy có những kính viễn vọng mạnh nhất, nhưng vẫn tưởng lầm con tàu là một con cá biển chiếc xuồng được giấu một nửa trong thân tàu tạo nên một chỗ lồi nhỏ ở giữa bong phía mũi và phía lái có hai buồng nhỏ thấp một phần được lắp kính dày phía trước là buồng lái phía sau có một đèn pha rất mạnh để soi đường biển rất đẹp trời quang thân tàu hình thoi chỉ hơi bập bềnh trên sóng ngọn gió đông thổi nhẹ làm mặt biển lăn tăn sương mù không che phủ chân trời nên có thể quan sát một cách rất chính xác tầm mắt nhìn xa không bị vướng một vật gì chẳng có một hòn đảo nhỏ, một mỏm đá, chẳng còn một vết tích gì của tàu Lincoln. Chỉ có trời nước mênh mông, thuyền trưởng Nemo lấy máy chuẩn bị đo độ cao của mặt trời để xác định tàu đang ở độ vĩ nào. Khi quan sát, không một thớ thịt nào của tay ông ta rung lên, tựa như cái máy đang nằm trong tay một pho tượng vậy. "Đúng giữa trưa," Nemo nói, "thưa giáo sư, mời ngài." Tôi đưa mắt nhìn lần cuối cùng mặt nước màu hơi vàng, chắc là gần bờ biển Nhật Bản rồi theo Nemo xuống phòng khách. Nemo dùng đồng hồ tính toán, xác định độ kinh của nơi đó rồi kiểm tra lại. Ông ta nói, "Thưa ngài Aronac, chúng ta đang ở 137, 15 độ kinh tây." Theo kinh tuyến nào? Tôi hỏi ngay và hy vọng rằng câu trả lời sẽ làm sáng tỏ hơn vấn đề quốc tịch của Nemo. "Thưa ngài, tôi có nhiều loại đồng hồ để theo kinh tuyến Paris, kinh tuyến Greenwich và kinh tuyến Washington." Nhưng để tỏ lòng kính trọng ngài, tôi đã chọn kinh tuyến Paris. Câu trả lời này chẳng giải đáp được vấn đề gì. Tôi nghiêng mình cảm ơn. Nemo nói tiếp chúng ta đang ở 137, 15 độ kinh Tây thuộc kinh tuyến Paris và 30, 7 độ vị Bắc, nghĩa là cách bờ biển Nhật Bản 300 hải lý. Hôm nay, mùng 8 tháng 11, đúng 12 giờ trưa. Chúng ta bắt đầu cuộc hành trình vòng quanh trái đất ngầm dưới biển. Cầu Chúa che chở cho chúng ta. Tôi nói, bây giờ xin giáo sư tiếp tục công việc của mình. Tôi đã ra lệnh cho tàu chạy theo hướng đông đông bắc ở độ sâu 50 mét. Trên bản đồ sẽ đánh dấu đường đi của tàu. Phòng khách thuộc quyền ngài sử dụng. Xin tạm biệt ngài, thuyền trưởng Nemo cáo từ rồi đi ra. Tôi ở lại với những ý nghĩ của mình. Tôi nghĩ về Nemo, liệu sau này tôi có biết được quốc tịch của con người bí ẩn đã từ bỏ tổ quốc mình không? Cái gì đã khiến ông ta căm ghét loài người? Một lòng căm ghét, khao khát trả thù phải chăng ông ta là một trong những nhà bác học không được thừa nhận là một thiên tài bị người đời hắt hủi như công dây nói chẳng ai biết số phận đã ném tôi lên tàu ông ta tính mệnh tôi nằm trong tay ông ta ông ta tiếp đón chúng tôi một cách lạ lùng nhưng vẫn chu đáo đưa tay cho tôi bắt tôi suy nghĩ liên miên suốt một tiếng đồng hồ và cố gắng đi sâu vào bí mật của con người ấy mắt tôi vô tình dừng lại nơi tấm bản đồ thế giới trải trên bàn Tôi lần ngón tay trên bản đồ và tìm thấy giao điểm độ kinh và độ vĩ mà thuyền trưởng Nemo đã chỉ. Các đại dương cũng như các lục địa đều có những dòng sông của riêng mình. Đó là những hải lưu rất dễ nhận ra theo màu sắc và nhiệt độ. Hải lưu đáng kể nhất là Stream, Khoa học đã ghi vào bản đồ trái đất năm hải lưu lớn nhất, hải lưu thứ nhất ở phía bắc Đại Tây Dương, thứ hai ở phía nam Đại Tây Dương, thứ ba ở phía bắc Thái Bình Dương, thứ tư ở phía nam Thái Bình Dương hải lưu cuối cùng là phía nam ấn độ dương rất có thể hải lưu thứ sáu đã tồn tại vào thời kỳ mà lý hải biển aran và những hồ lớn của châu á còn nối liền với nhau làm một tàu ti lúa chạy theo một hải lưu kể trên có cái tên nhật bản là kuroshivo nghĩa là sông đen ra khỏi vịnh bangan được những tia thẳng đứng của mặt trời sưởi nóng hải lưu này chảy qua el malacca dọc theo bờ biển châu á rồi vòng theo bờ biển phía bắc thái bình dương tới quần đảo aleut nó cuốn theo những thân cây long não những thực vật nhiệt đới màu xanh thẳm của hải lưu ấm áp khác hẳn với nước đại dương xanh ngắt tôi nghiên cứu đường đi của hải lưu trên bản đồ và thấy nó bị mất hút giữa thái bình dương mênh mông óc tưởng tượng đã làm tôi say sưa đến nỗi nét len và công xây vào phòng khách lúc nào không hay nét và công xây sững sờ trước cảnh huyền diệu đang hiện ra trước mắt chúng ta đang ở đâu thế này ở đâu nét kêu lên có phải ở viện bảo tàng quê bếch không? Các bạn của tôi ơi, tôi mời họ xích lại gần, không phải các bạn đang ở Canada hay ở Pháp đâu, mà đang ở trên tàu Nautilus dưới mặt biển 50 mét. Giáo sư đã nói vậy thì phải tin thôi, công xây đáp, nhưng xin thú thật rằng phòng khách này có thể làm cho một người phơ la măng như tôi cũng phải ngạc nhiên. Anh bạn ơi, bạn cứ ngạc nhiên đi và hãy xem kỹ những tủ kính này, ở đấy bạn sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ đối với một người chuyên phân loại như bạn công xây thì chẳng cần phải cổ vũ nhiều anh ta cúi xuống xem xét và lẩm bẩm những thuật ngữ sinh vật học trong khi đó nét len vì không thạo về nguyễn thể học nên hỏi han tôi về cuộc gặp gỡ vừa qua với thuyền trưởng nemo về lai lịch ông ta về ý đồ của ông ta tóm lại anh ta hỏi tôi liên miên làm tôi không kịp trả lời tôi nói lại với nét tất cả những gì tôi biết đúng hơn là những gì tôi không biết rồi tôi lại hỏi nét về những điều anh ta nghe thấy được tôi chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì cả. Nét trả lời, thậm chí chẳng thấy một bóng thủy thủ nào. Chẳng lẽ thủy thủ cũng bằng điện, bằng điện sao được, ấy ấy, có thể bằng điện lắm chứ. Nhưng thưa ngài Aronak, nét bị ý nghĩ của mình ám ảnh. Ngài có thể cho tôi biết số người trên tàu này không? 10 người, 20 người, 50 người, 100 người. Ông nét ơi, tôi không thể trả lời ông được đâu. Ông hãy nghe tôi, hãy bỏ ngay cái ý định đoạt tàu nao ti lú hay bỏ trốn đi chiếc tàu này là một kỳ công của kỹ thuật hiện đại và tôi sẽ rất ân hận nếu không được tìm hiểu nó kỹ càng có lẽ nhiều người mong được ở vào địa vị chúng ta để được ngó những kỳ quan này vì vậy ông hãy bình tĩnh lại chúng ta sẽ cùng quan sát những gì đang xảy ra xung quanh quan sát những cái gì nét hét lên trong cái ngục tù bằng sắt này thì còn thấy gì nữa mà quan sát chúng ta đang đi như những thằng mù Nét chưa kịp nói hết câu thì phòng khách bỗng tối sầm, khiến mắt tôi nhức nhối như khi từ trong bóng tối bước ra chỗ sáng gay gắt. Chúng tôi đứng sững tại chỗ và chẳng biết sau đó sẽ là điều hay, hay giờ. Nhưng bỗng có tiếng gì rầm, tựa như vỏ tàu bằng sắt bắt đầu tách ra. Thôi chết rồi, nét nói, bộ sứ thủy tiếc, công xây lầm bẩm phòng khách đột nhiên lại sáng lên. Ánh sáng từ hai phía dọi vào phòng qua những ô kính hình bầu dục lớn ở tường nước biển chan hòa ánh điện ả à, cửa bằng pha lê ngăn cách chúng tôi với đại dương thoạt tiên tôi dùng mình khi nghĩ tới chuyện những tấm kính mỏng manh kia có thể vỡ nhưng không kính vững vàng bằng đồng khiến ô cửa có độ bền không gì phá vỡ nổi biển sâu được chiếu sáng một hải lý quang cảnh trước mắt tôi đẹp tuyệt vời không bút nào tả xiết chẳng bàn tay họa sĩ nào vẽ được tất cả cái dịu dàng của màu sắc của ánh sáng lung linh trong nước biển trong vắt từ đáy lên ai cũng biết nước biển rất trong, người ta đã xác định rằng nước biển sạch hơn nước suối nhiều. Những chất khoáng và chất hữu cơ trong nước biển chỉ làm cho nó trong hơn. Ở một số nơi ngoài đại dương, gần quần đảo Âm Ti, qua lớp nước sâu 145 mét, có thể thấy rất rõ đáy biển phủ cát, còn tia sáng mặt trời có thể xuyên sâu tới 300 mét. Những ốc cửa ở hai bên phòng khách nhìn ra đáy biển mênh mông. Bóng tối trong phòng càng tăng thêm ánh sáng rực rỡ bên ngoài nhìn qua ô cửa ta có cảm tưởng như đứng trước một bể nuôi cá khổng lồ tàu nao ti lúa dường như đứng yên một chỗ vì xung quanh chẳng thấy một điểm nào động đậy tuy nhiên nước biển do mỗi tàu rẽ ra hai bên đôi khi lao qua vun vút trước mắt chúng tôi say mê cảnh đẹp biển sâu chúng tôi tựa vào khung cửa dán mắt nhìn qua ô kính mãi chẳng nói nên lời cuối cùng công xây bảo nét anh nét thân mến ơi anh vẫn muốn được xem bây giờ hãy xem đi cho thoa kỳ diệu thật kỳ diệu thật nét phấn khởi anh ta đã quên cả sự giận dữ lẫn những kế hoạch chạy trốn của mình từ xa đến đây để ngắm cảnh thần tiên này cũng đáng tôi nói đúng bây giờ tôi đã hiểu được cuộc sống của con người này ông ta đã đi sâu vào một thế giới đặc biệt và thế giới đó đã mở ra trước mắt ông ta những bí mật thầm kín nhất của nó nhưng cá đi đâu cả rồi nhỉ nét hỏi tôi chẳng thấy con cá nào anh muốn thấy cá để làm gì anh bạn công xây trả lời anh có hiểu gì về cá đâu tôi ấy à tôi là dân trài mà không hiểu về cá à thế là giữa hai người nổ ra một cuộc tranh luận cả hai đều hiểu biết về cá nhưng mỗi người theo cách riêng của mình công xây nói anh nét thân mến ơi anh đánh cá rất cừ nhưng tôi cam đoan với anh rằng anh chẳng có một khái niệm gì về cách phân loại cá cả phân loại chung ấy à nét nghiêm chỉnh trả lời Phân chúng ra làm hai loại, loại chén được và loại không chén được. Đó là xếp loại theo kiểu thực phẩm. Công xây bỗng reo lên, kìa cá, có thể nói trước mắt chúng ta là một bể nuôi cá. Không đúng, tôi nói, bể nuôi cá dù sao cũng chỉ là một cái chậu, còn những con cá này tự do thoải mái như chim trên trời. Đàn cá hộ tống tàu nao ti lúa suốt hai tiếng đồng hồ. Chúng tôi ngây người ra vì thích thú. Nét gọi tên từng loại cá. Công xây phân loại chúng. Còn tôi thì say sưa nhìn chúng tung tăng. Tôi chưa từng được thấy những con cá đẹp thế này trong môi trường tự nhiên của chúng. Phòng khách bỗng lại bật đèn sáng, những cánh cửa sổ bằng sắt khép lại, cảnh thần tiên biến mất, có lẽ tôi sẽ còn bị mê đi lâu nữa nếu mắt tôi không vô tình trông thấy những dụng cụ treo trên tường. Kim địa bàn vẫn chỉ hướng đông bắc, áp kế chỉ nằm atmosphere, cho biết độ sâu là 50m, đồng hồ điện chỉ tốc độ 15 hải lý một giờ. Tôi chờ thuyền trưởng Nemo, nhưng ông ta không đến. Đồng hồ chỉ 5 giờ chiều. Netland và công xây đã trở về phòng mình. Tôi cũng về phòng riêng. Bữa ăn đã dọn sẵn trên bàn. Tối hôm đó, tôi đọc, viết và suy nghĩ. Khi thấy buồn ngủ, tôi nằm xuống giường và thiếp đi trong lúc tàu nao lúa băng theo dòng, sông đen, chảy xiết. Chương 15, giấy mời. Hôm sau, mùng 9 tháng 11, tôi thức giấc sau khi ngủ 12 tiếng đồng hồ liền. Theo lệ thường, công xây đến hỏi xem, giáo sư ngủ có ngon giấc không, và có sai bảo gì không. Còn ông bạn nét của anh ta thì vẫn ngủ li bì chẳng biết trời đất gì. Tôi cứ để công xây hỏi hết câu này đến câu khác, nhưng chỉ trả lời anh ta ậm ừ cho xong chuyện. Tôi thắc mắc vì thấy thuyền trưởng Nemo vắng mặt trong buổi qua và hy vọng sẽ gặp ông ta hôm nay. Mặc quần áo xong, tôi sang phòng khách, vắng lặng, tôi bèn nghiên cứu những nguyễn thể quý trong tủ kính. Tôi xem xét kỹ mẫu những cây cỏ quý dưới biển mặc dù đã khô nhưng vẫn giữ được màu sắc tươi thắm. Ngày đã hết mà thuyền trưởng Nemo vẫn chẳng đến gặp tôi. Cánh cửa sổ bằng sắt ở phòng khách vẫn đóng kín. Hay người ta không muốn cho chúng tôi ngắm nhìn thỏa mãn cảnh tuyệt diệu vừa rồi. Tàu lúa chạy theo hướng đông đông bắc ở độ sâu 50, 60 mét với tốc độ 12 hải lý một giờ. Hôm sau, mùng 10 tháng 11, cũng trôi qua như vậy, không một thủy tù nào xuất hiện nét và công xây gần suốt ngày ở bên tôi. Họ ngạc nhiên về sự vắng mặt của thuyền trưởng, hay con người kỳ diệu đó bị ốm, hay ông ta đã thay đổi ý định đối với chúng tôi. Tuy nhiên, như công xây đã nhận xét rất đúng, chúng tôi chẳng có điều gì phải phàn nàn, chúng tôi được tự do hoàn toàn, được ăn uống ngon lành, đầy đủ. Chủ nhà của chúng tôi nghiêm chỉnh tôn trọng những điều khoản đã thỏa thuận. Ngoài ra, chính hoàn cảnh đặc biệt của chúng tôi cũng đem lại bao nhiêu hứng thú khiến chúng tôi không có quyền kêu ca gì về số phận. Từ ngày đó tôi bắt đầu ghi chép đều đặn những sự việc xảy ra. Vì vậy, tôi không thể thuật lại tất cả cuộc phiêu lưu một cách hết sức chính xác. Một chi tiết đáng chú ý, tôi đã ghi nhật ký trên giấy làm bằng cỏ biển. Ngày 11 tháng 11, tôi thức dậy từ sáng sớm. Làn không khí mát lành báo hiệu tàu đã nổi lên mặt đại dương để dự trữ dưỡng khí. Tôi bước ra phía cầu thang rồi trèo lên bong lúc đó là 6 giờ sáng trời ảm đạm biển màu sáng nhưng chỉ hơi gợn sóng liệu thuyền trưởng nemo có xuất hiện không tôi hy vọng gặp ông ta ở đây nhưng ngoài người lái tàu ngồi trong phòng kính trên boong chẳng có ai ngồi trên chỗ để xuồng nhô lên khỏi thân tàu tôi tranh thủ thở hít không khí đại dương đượm mùi muối những tia nắng mặt trời dần dần xua tan sương mù ở chân trời phía đông nhô lên một vừng tròn đỏ rực biển bùng lên như thuốc súng những áng mây cao và tản mạn nuốm những màu sắc êm dịu lạ thường còn những đám mây vẫn viền quanh thì báo trước một ngày lộng gió nhưng tàu nao ti lúa thì đến bão cũng chẳng sợ nữa là gió tôi đang hân hoan đón mặt trời mọc một hiện tượng huy hoàng đầy sức sống của thiên nhiên thì bỗng nghe tiếng chân bước tôi chuẩn bị chào thuyền trưởng nemo nhưng đó chỉ là thuyền phó tôi đã thấy ông này trong buổi gặp gỡ đầu tiên với nemo ảng à, ta lên bong hình như không nhận ra sự có mặt của tôi ảng ta đưa ống nhòm lên mắt và hết sức chăm chú quan sát chân trời. Rồi ông ta đi tới chỗ nắp tàu và nói một câu. Tôi nhớ rất chính xác vì sau này nó được nhắc đi nhắc lại hàng ngày trong những trường hợp tương tự. Câu đó như sau, Now we don't respond lonely nghĩa là gì, tôi cũng chịu. Nói xong, thuyền phó đi xuống. Tôi sợ tàu lặn xuống nên cũng vội vã xuống theo. Năm ngày nữa trôi qua, không có gì thay đổi. Sáng nào cũng theo lên bong. Sáng nào thuyền phó cũng nói câu ấy, thuyền trưởng Nemo vẫn không xuất hiện. Tôi tưởng sẽ chẳng bao giờ gặp lại ông ta nên đành an phận. Nhưng ngày 16 tháng 11, khi cùng nét và công xây vào phòng, tôi thấy một mảnh giấy gửi cho tôi để trên bàn. Tôi vội mở ra xem, thư viết tiếng Pháp nhưng kiểu chữ Gothic in giống kiểu chữ cái Đức. Kính gửi giáo sư Aronac, trên tàu Nautilus, ngày 16 tháng 11 năm 1867 thuyền trưởng Nemo mời giáo sư tham gia cuộc đi săn sáng mai trong khu rừng của thuyền trưởng ở đảo Crespo. Thuyền trưởng hy vọng rằng sẽ không có gì cản trở giáo sư nhận lời này. Ngoài ra, thuyền trưởng rất sung sướng nếu những người bạn của giáo sư sẽ cùng đi. Chỉ huy tàu Nautilus thuyền trưởng Nemo, đi săn là, nét hỏi, trong khu rừng của ông ta ở đảo Crespo nữa chứ, công xây thêm, thế là con người này đôi khi cũng lên bờ, nét hỏi, ảng ta nói rất rõ ràng như vậy tôi vừa đọc lại thư vừa trả lời. Còn đợi gì nữa, ta nhận lời mời thôi, nét nói, lên tới mặt đất, ta sẽ có cách xử xử. Thêm nữa, nếu được chén một miếng thịt tươi cũng tốt. Tôi không muốn xác định mối quan hệ giữa lòng căm ghét đất liền của thuyền trưởng Nemo với lời mời đi săn ở đảo Crespo nên chỉ trả lời. Trước hết ta hãy xem đảo đó trên bản đồ ở 34, 40 độ Vĩ Bắc và 167, 50 độ Kinh Đông. Nó được thuyền trưởng Crespo phát hiện ra năm 1801, và trên các bản đồ Tây Ban Nha cổ, nó có tên là Roca de la Plata, nghĩa là mỏm đá bạc. Thế là chúng tôi đã cách điểm xuất phát 1.800 hải lý và tàu Nautilus đã hơi quay mũi về hướng đông nam. Tôi chỉ cho nét và công xây xem hòn đảo nhỏ và lởm chởm đá, chơi vơi ở phía bắc Thái Bình Dương. Tôi nói, nếu thuyền trưởng Nemo có đôi khi lên cản thì tất nhiên ông ta phải chọn những hòn đảo hoang vắng nhất. Nét len không trả lời mà chỉ lắc đầu, rồi cùng công xây đi ra. Sau buổi tối do người phục vụ câm lặng mang đến, tôi đi ngủ mà lòng vẫn hơi băn khoăn. Sớm 17 tháng 11, khi ngủ dậy, tôi thấy tàu nao ti lúa đứng yên tại chỗ. Tôi vội mặc quần áo rồi sang phòng khách, thuyền trưởng Nemo chờ tôi ở đó, thấy tôi vào, ông ta cũng đứng dậy chào và hỏi tôi có đồng ý cùng đi săn không. Nemo không nhắc nhở gì đến chuyện ông ta vắng mặt 8 ngày nên tôi cũng không đề cập tới vấn đề đó mà chỉ trả lời là tôi và hai người cùng đi đã sẵn sàng. Tôi nói thêm, nhưng xin ngài cho tôi hỏi một điều, ngài cứ tự nhiên, nếu có thể, tôi sẽ trả lời, thưa thuyền trưởng, ngài đã cắt đứt mọi quan hệ với đất liền, sao ngài lại làm chủ những khu rừng trên đảo Crespo? Thưa giáo sư, rừng của tôi không cần ánh sáng mặt trời cũng chẳng cần nắng ấm ở đó không có sư tử hồ báo hay bất cứ một loài bốn chân nào khác những khu rừng đó chỉ có mình tôi biết và chỉ tồn tại cho riêng tôi đó không phải là rừng trên mặt đất mà ngầm dưới biển rừng ngầm mà tôi sửng sốt vâng thuyền trưởng định mời tôi đi thăm khu rừng ấy đúng vậy đi bộ vâng đi bộ nhưng chân vẫn không bị ướt chúng ta sẽ săn bắn ở đó vâng sẽ săn bắn ở đó, mang theo súng, vâng, mang theo súng. Tôi nhìn thuyền trưởng Nemo một cách không lễ độ gì lắm. Tôi nghĩ bùng, chắc ông ta không được tỉnh táo. Có lẽ 8 ngày qua ông ta bị ốm, chẳng biết đã khỏi chưa. Thật đáng tiếc, dù sao nói chuyện với một người lầm cầm còn hơn là nói chuyện với người điên. Những ý nghĩ đó thể hiện rõ trên mặt tôi. Thuyền trưởng ra hiệu mời tôi đi theo. Tôi nhẫn nhục phục tùng ông ta. Chúng tôi vào phòng ăn, bữa điểm tâm đã bày sẵn nemo nói thưa ngài aronak mời ngài ăn lót giả với tôi một cách tự nhiên vừa ăn chúng ta vừa tiếp tục câu chuyện tôi mời ngài đi chơi rừng chứ không phải đi ăn hiểu vì vậy tôi khuyên ngài ăn sáng thật no bữa trưa chúng ta sẽ ăn rất muộn nói thực lòng bữa sáng ngon tuyệt thực đơn gồm toàn những món chế biến từ hải sản thoạt tiên thuyền trưởng nemo ngồi ăn lặng lẽ sau đó ông ta nói thưa giáo sư rõ ràng khi nhận lời mời của tôi đi săn ở đảo crespo ngài đã cho tôi là người trước sau không như một khi ngài biết là tôi mời ngài tới những khu rừng ngầm dưới nước thì ngài lại cho tôi là một kẻ điên rồ thưa giáo sư chớ bao giờ xét đoán con người một cách hời hợt nhưng thưa thuyền trưởng xin ngài tin rằng xin giáo sư nghe tôi nói hết sau đó ngài hãy xét xem có thể buộc tôi là trước sau không như một hoặc điên rồ được không xin ngài cứ nói thưa giáo sư cũng như tôi ngài biết rằng con người có thể sống dưới nước nếu có một dự trữ không khí đủ để thở khi làm việc dưới nước thợ lặn mặc quần áo không thấm nước đội mũ sắt và thở không khí bơm từ trên xuống qua một loại ống đặc biệt đó gọi là bộ đồ lặn tôi nói rất đúng nhưng khi mặc đồ lặn con người rất khó cử động cái ống cao su dẫn không khí thật là một cái xích trói buộc anh ta và nếu ta cũng bị cột chặt vào tàu nao ti lúa như vậy thì ta không thể đi xa được. Vậy làm thế nào để tránh được sự ràng buộc đó? Tôi hỏi, sử dụng máy Rukeron Dernay Ruser do một người đồng hương của ngài sáng chế ra và được tôi cải tiến. Ngài có thể lặn xuống một môi trường có những điều kiện sinh học khác hẳn mà không sợ hãi gì đến sức khỏe. Máy đó là một bình chứa làm bằng sắt dày, trong có không khí nén dưới áp suất 50 atmosphere. Bình chứa đó đeo trên lưng như chiếc ba lô của lính. Máy Rukeron thông thường có hai vòi cao su nối bình chứa với một mặt nạ đặc biệt, một vòi dẫn không khí vào, vòi kia thải không khí đã thở ra. Người thợ lặn khi cần sẽ lấy lưỡi ấn nắp đẩy từng vòi. Nhưng có thể chịu đựng được sức ép rất lớn của những lớp nước trên. Tôi thay mặt nạ bằng một chiếc mũ bằng đồng có hai ống, ống hít vào và ống thở ra. Thưa thuyền trưởng, thật là yêu Việt, nhưng dự trữ không khí rất chóng cản và khi tỷ lệ dưỡng khí tụt xuống còn 15% thì không khí đó không dùng để thở được nữa. Tất nhiên, nhưng tôi đã thưa với ngài rằng máy bơm trên tàu cho phép tôi nén không khí dưới áp suất rất lớn, có thể bảo đảm cho người lặn đủ dưỡng khí thở trong 90 giờ. Về điểm này tôi không dám tranh cãi. Tôi trả lời, tôi chỉ muốn hỏi thêm là ngài làm thế nào soi được đường đi dưới đáy biển. Tôi dùng máy room -cover, bình chứa khi nén đeo phía sau, còn máy này thì buộc ở thắt lưng. Nó gồm một pin điện mà tôi nạp bằng nơ chi, một dây cảm ứng thu dòng điện và đưa vào một cái đèn được cấu tạo đặc biệt. Đèn này gồm một ống thủy tinh xoắn rỗng, chứa đầy khí carbonic. Khi máy phát ra dòng điện thì khí cháy sáng lên, như vậy tôi có thể vừa thở vừa nhìn thấy dưới nước. Thưa thuyền trưởng, ngài đã giải đáp tất cả những thắc mắc của tôi một cách tường tận đến mức tôi không dám nghi ngờ gì nữa. Nhưng tôi chỉ chịu thua trong vấn đề máy Rukeron và máy Rumcoffer. Còn về những khẩu súng săn mà ngài hứa trang bị cho tôi thì xin thú thật là chưa thông lắm. Nhưng đó có phải là súng bắn bằng thuốc nổ đâu?" Nemo trả lời. "Vậy là súng bắn bằng khí nén?" "Tất nhiên, sao tôi có thể làm được thuốc súng trên tàu khi chẳng có diêm tiêu?" Lưu Hoàng trong tay. "Ngoài ra, nếu bắn bằng đạn thông thường thì viên đạn sẽ gặp một sức cản rất lớn trong môi trường đặc biệt hơn không khí 800 năm lần." "Tôi thêm, cũng chẳng phải vì vậy đâu." có một thứ súng được cải tiến có thể bắn được trong những điều kiện như vậy nhưng tôi xin nhắc lại là vì không có thuốc súng nên tôi dùng khí nén do những máy bơm trên tàu có thể cung cấp một cách đầy đủ nhưng khi nén rất chóng hết có sao đâu tôi có bình chứa rôn cơ mà nếu cần tôi sẽ dùng đến nó chỉ cần vặn cái vòi là xong ngài sẽ thấy tận mắt những người đi săn dưới biển dùng không tốn nhiều dưỡng khí và đạn lắm đâu dù sao tôi cũng cảm thấy rằng trong bóng tối lờ mờ dưới đáy biển và do tỉ trọng rất lớn của nước biển, đạn không thể trúng đích ở xa được và không thể làm chết cá được. thưa giáo sư trái lại mỗi phát súng đều hạ được cá dù con cá có bị thương nhẹ đến đâu nó cũng chết quay ra như bị xét đánh vì sao vậy vì những khẩu súng này không bắn bằng đạn thường mà bằng thứ đạn do nhà khoa học áo là lenny brock sáng chế ra tôi dự trữ khá nhiều loại đạn này chúng chứa điện tích cao thế, chỉ cần khẽ chạm phải là con cá dù khỏe đến đâu cũng quỵ ngay. Tôi xin nói ngay là viên đạn loại này không lớn hơn đạn trì cỡ 4 và ổ đạn có thể chứa ít nhất 10 viên. Tôi xin bái phục ngài, tôi vừa trả lời vừa đứng dậy khỏi bàn, tôi chỉ còn việc nhận súng nữa thôi. Tóm lại, ngài đi đâu tôi xin đi theo đấy. Thuyền trưởng Nemo dẫn tôi xuống phía lái, khi đi ngang qua phòng của Nét và công xây, tôi gọi họ. Hai người lập tức nhập bọn với chúng tôi sau đó chúng tôi vào một căn phòng cạnh buồng máy để mặc đồ lặn, chuẩn bị cho cuộc dạo chơi dưới biển. Chương 16, dạo chơi dưới đáy biển, căn phòng vừa là kho vũ khí, vừa là kho quần áo của tàu Nautilus. Trên tường treo khoảng 10 bộ đồ lặn, nhìn thấy đồ lặn, Ned lên tỏ ý không muốn mặc. Tôi nói, ông Ned, ông nghe tôi, rừng ở đảo Crespo là rừng ngầm dưới biển cơ mà. Biết rồi, Ned trả lời anh ta thất vọng vì ao ước được ăn thịt thú rừng bị tiêu tan. Còn ngài, lẽ nào ngài cũng định khoác cái quần này lên người? Phải mặc thôi, ông nét à? Tùy ngài. Nét nhún vai. Về phần tôi, tôi sẽ chẳng bao giờ tự nguyện làm việc đó. Ông nét, không ai ép buộc ông đâu. Nemo nói. Thế công xây có dám liều mạng đi không? Nét hỏi. Giáo sư đi đâu? Tôi đi đấy. Công xây trả lời. Thuyền trưởng gọi hai thủy thủ đến giúp chúng tôi mặc bộ đồ lặn khá nặng bằng cao su không thấm nước. Bộ đồ này nhằm chống lại áp suất lớn, trông giống chiếc áo giáp của hiệp sĩ thời trung cổ, chỉ khác ở chỗ co giãn được. Bộ đồ lặn gồm một cái mũ trùm kín đầu, một áo, một quần và một đôi giày có đế cao bằng chì. Thuyền trưởng Nemo, một thủy thủ to lớn, công xây và tôi nhanh nhẹn mặc đồ lặn vào người. Chỉ còn việc đội cái mũ bằng kim loại lên đầu. Nhưng trước khi làm việc đó, tôi xin phép thuyền trưởng xem mấy khẩu súng. Đó là loại súng săn thông thường, báng bằng thép trong rỗng và hơi to hơn báng súng bắn đạn nổ. Báng súng là nơi chứa khi nén thông với nòng ngay khi cỏ súng mở nắp bình chứa. Trong ổ có chừng 20 viên đạn có điện được một lò xo đặc biệt đưa lên nòng súng. Sau mỗi phát, súng lại tự động nạp đạn. Tôi nói, thưa thuyền trưởng, súng của ngài thật tuyệt diệu mà cấu trúc lại thật đơn giản. Tôi nóng lòng muốn được bắn thử, nhưng chúng ta sẽ xuống đáy biển bằng cách nào? Tàu đang đỗ ở chỗ nước cạn, sâu độ 10 mét, chúng ta có thể ra ngoài được. Ra bằng cách nào ạ? À? Rồi ngài sẽ thấy, thuyền trưởng Nemo đội mũ sắt lên đầu, công xây và tôi làm theo ông ta, còn nét thì chúc chúng tôi đi săn may mắn, bằng một giọng mỉa mai. Cổ áo chúng tôi được lắp một cái vòng bằng đồng có lỗ để vít chặt với chiếc mũ sắt hình cầu. Khi quay đầu, có thể nhìn ra bốn phía qua ba tấm kính dày ở mũ. Sau khi mở vòi khi nén ở máy Rukeron đeo sau lưng, tôi buộc chiếc đèn rumcoffer vào thắt lưng rồi cầm lấy súng. Bộ đồ lặn nặng nề và đặc biệt là đôi giày được đổ trì ghim chặt chân tôi xuống sàn. Tôi cảm thấy không thể nhấc nổi chân lên nữa, nhưng mọi sự đều được dự tính trước. Tôi được đẩy vào một căn phòng nhỏ liền với phòng chứa quần áo. Những người cùng đi cũng vào theo, tôi thấy tiếng cửa sập lại và bóng tối trùm xuống. Mấy phút sau, tôi nghe thấy tiếng rít và cảm thấy hơi lạnh dâng từ dưới lên. Đúng là ở buồng máy người ta đã mở vòi để nước chảy vào căn phòng chúng tôi đang đứng. Nước vừa ngập phòng thì cánh cửa thứ hai ở ngay thành tàu mở ra. Bên ngoài tranh tối tranh sáng, một phút sau, chân chúng tôi đã chạm đáy biển, làm sao có thể miêu tả được những ấn tượng về cuộc dạo chơi dưới biển này. Lời lẽ quả là bất lực trong việc dựng lại những kỳ quan của đáy đại dương nếu bút vẽ của họa sĩ cũng không đủ sức truyền đạt lại tất cả vẻ diễm lệ của biển cả thì sao có thể miêu tả được vẻ đẹp ấy bằng cây bút viết? Thuyền trưởng Nemo đi đầu, còn người thủy thủ thì đi sau chúng tôi mấy bước. Tôi và công xây đi cạnh nhau, làm như có thể nói chuyện với nhau trong chiếc mũ sắt vậy. Tôi không còn cảm thấy sức nặng của bộ đồ lặn và của bình chứ khi nén nữa. Khi chìm xuống nước, tất cả những vật đó đều đã mất đi một trọng lượng bằng trọng lượng của nước bị chúng chiếm chỗ tôi sẵn sàng ca ngợi định luật vật lý đó của Archimedes. Nhờ nó tôi không còn là một khối y nữa, mà đã có thể cử động tương đối dễ dàng. Ánh sáng do đèn phát ra chiếu sáng trưng đáy biển, tất cả những vật ở cách xa 100 mét đều rõ mồn một. Môi trường quanh tôi trông tựa không khí, tuy đặc hơn nhưng cũng trông như vậy. Phía trên tôi là mặt biển lặng sóng, chúng tôi đi trên nền cát mịn phẳng lì mà nước chiều lên xuống không để lại một vết tích gì. Tấm thảm cát này quả là cái gương phản chiếu những tia sáng mặt trời. Khi tôi nói rằng ở độ sâu 10 mét đáy biển cũng sáng như mặt đất ban ngày, chẳng biết có ai tin không? Chúng tôi đi đã được 15 phút trên mặt cát lấp lánh. Thân tàu nao ti lúa nhìn xa trông như một dải đá ngầm mờ dần đi, nhưng ánh sáng do đèn pha trên tàu chiếu ra sẽ chỉ đường cho chúng tôi về tàu khi trời tối. Ai đã quen với thứ ánh sáng điện tản mạn, lạnh lùng của các thành phố trên mặt đất thì khó hình dung được sức phản chiếu ánh sáng ở đáy biển. Trên mặt biển, ánh điện xuyên qua không khí chứa đầy bụi, làm chúng ta có cảm tưởng như đứng trước đám sương mù sáng đục. Nhưng trên mặt biển cũng như dưới biển sâu, ánh sáng điện có sức mạnh rất lớn. Chúng tôi đi mãi trên giải cát mênh mông, tôi lấy tay khỏa nước sau lưng, áp lực nước trong nháy mắt xóa sạch vết chân tôi trên cát. Một lúc sau, ở phía xa dần dần hiện lên hình thù mọi vật. Tôi phân biệt được bóng dáng hùng vĩ của những mỏm đá ngầm và bị lóa mắt bởi hiện tượng ánh sáng đặc biệt chỉ có ở môi trường nước. Lúc đó là 10 giờ sáng, những tia sáng mặt trời tranh trách bị khúc xả trong nước giống như qua một lăng kính và tô điểm mép ngoài các mỏm đá, các vỏ ốc, chai, bằng cả bầy sắc của quang phù mặt trời. Nhìn sự hòa hợp diệu kỳ các màu sắc đó thật sướng mắt. Sao tôi không thể trao đổi cảm xúc với công dây, những cảm xúc đang lay động óc tưởng tượng của tôi sao tôi không thể chia sẻ niềm hân hoan phấn khởi với công xây nhi Sao tôi không biết làm những tín hiệu như thuyền trưởng Nemo và người thủy thủ cùng đi để trao đổi ý nghĩ với công xây nhi Không tìm được cách giải quyết, tôi đành tự chuyện trò với mình, do đó lãng phí khá nhiều không khí dự trữ rất quý giá. Tôi mải ngắm những vật lạ trên con đường ngắn ngủi không hơn một phần tư hải lý, và mỗi lần tôi ngừng lại, thuyền trưởng Nemo lại ra hiệu mời tôi đi theo. Một lát sau, tính chất đáy biển thay đổi, nền cát phẳng phiêu nhường chỗ cho lớp bùn dính nhơm nhớp. Tiếp đó, chúng tôi đi ngang qua một bãi tảo dày đặc. Về độ mềm, những bãi tảo dưới đáy biển có thể sánh được với loại thảm dệt khéo nhất. Tảo chẳng những trải ra dưới chân mà còn răng ngang trên đồng. Những cây cỏ dưới biển đan quấn vào nhau tạo thành những vòng màu xanh ở mặt nước. Tảo quả là châu ngọc của tạo hóa, là một hiện tượng diệu kỳ trong giới sinh vật. Nó gồm những cơ thể thực vật vừa nhỏ nhất vừa lớn nhất. Bên cạnh những loại tàu li ti mà bốn vạn cây có thể xếp trên 5mm vuông, ta còn gặp những loại tàu màu nâu xám dài tới 100m. Chúng tôi ra khỏi tàu nao ti lúa đã được một tiếng rưỡi đồng hồ. Bây giờ đã gần trưa, tôi đoán như vậy là căn cứ vào những tia sáng mặt trời thẳng đứng không bị khúc xạ trong nước nữa. Các màu sắc huyền ảo đã biến mất, chúng tôi đi, mỗi bước chân đều vang lên trong nước. Một tiếng động nhỏ cũng lan ra với tốc độ mà tay chúng ta không quen. Nước là môi trường dẫn âm thanh nhanh hơn không khí bốn lần. Đường đi vẫn dốc xuống, ánh sáng mặt trời đã mất hiệu lực, chúng tôi ở độ sâu 100 mét và chịu áp suất 10 phe Nhưng bộ đồ lặn đã giúp chúng tôi thắng được áp lực đó. Tuy vậy, tôi cũng cảm thấy hơi đau ở các đốt tay, nhưng cảm giác đó cũng chỉ thoáng qua. Tôi chẳng thấy mệt mỏi gì sau hai tiếng đồng hồ đi trong bộ đồ lặn đặc biệt này. Trong môi trường nước tôi đã vận động một cách hết sức dễ dàng. Ở độ sâu 100 mét, tôi vẫn cảm thấy những tia phản chiếu cuối cùng của mặt trời đang lặn và nhường chỗ cho hoàng hôn. Nhưng chúng tôi vẫn chưa phải dùng đến máy rumcoffer Thuyền trưởng Nemo bỗng dừng lại. Khi tôi bước tới chỗ ông ta thì ông ta chỉ cho tôi một khối xám sẫm hiện lên trong bóng tối mờ mờ, cách chúng tôi không xa. Đảo Crespo, tôi nghĩ bụng như vậy và đã không lầm.